ăn, em thấy là một tô cơm, sau đó em thấy ăn thêm trái cây sinh tố. Em còn gì muốn hỏi anh không? Dạ thôi, có gì thì em đưa anh đi xét nghiệm rồi tính sau. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Dạ, mời bạn nữ. Anh Nguyễn Linh. Rồi, để bạn nữ ra coi. Rồi, mời em rồi. Rồi, bây giờ có bạn nữ rồi đó. Mình giới thiệu nha. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào bạn kế bên và chào quý vị khán giả. Mình tên là Phan Đăng Lưu. Năm nay mình 24 tuổi. Hiện tại mình đang làm việc ở Long An và sinh sống ở đó. Ngành nghề của mình là nhân viên kỹ thuật cho công ty thức ăn chăn nuôi. Tên của bạn rất là quen thuộc trên con đường ngày nào tôi cũng đi. Phan Đăng Lưu. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, chào cô Cát Tường, chú Quyền Linh ạ. Tên Phạm Xuân Thị. Hiện đang là nhân viên của công ty xét nghiệm ADN ạ. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 23 ạ. Quê mình ở đâu? Dạ quê ngoại ở Bảo Lộc, nội ở Tiền Giang, hiện tại đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Dạ điểm mạnh là ăn được, ngủ được, dễ nuôi ạ. Còn điểm yếu thì lề mề hay lượng. Hay lượng là sao? Tức là ví dụ như một cái việc đi làm về chấm công à, thì chấm công lúc 5 giờ thì em chấm đúng 5 giờ nhưng mà 5 giờ rưỡi mới ra được khỏi công ty. Tại vì cứ quên đồ đi ra đi vô, ra đi vô. À, vậy là lượng đó hả? Dạ. Điểm mạnh điểm yếu là gì? Em thì điểm mạnh em là làm việc thì có trách nhiệm. Em thì rất là trung thực. Ai nói gì em tin đó hả? Có điểm yếu gì không? Dạ em điểm yếu thì chắc là do ham ăn. Ăn thì ăn rất là nhiều. Cử ăn em thấy là một tô cơm, sau đó em thấy ăn thêm trái cây sinh tố nọ thêm nữa. Chắc là này đặc điểm cũng lạ lắm nha. Về tình trường thì sao? Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chính thức thì có một mối tình duy nhất công khai thôi, quen thời đại học được mấy tháng thôi ạ. Quen mấy tháng à? Dạ. Là mối tình chính thức đó. Dạ đúng rồi, công khai cho mọi người biết, ba mẹ biết luôn. Rồi tại sao chia tay? Cũng không có thường xuyên liên lạc được, cũng coi như là không có tình cảm gì nhiều. Vậy là cũng chưa sâu đậm. Dạ đúng rồi. Bạn trai mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình và một mối tình chính thức. Khoảng được 5 năm rồi em chia tay cái đây 3 năm rồi. 5 năm sao chia tay em? Dạ mối tình đó thời học sinh sinh viên đó chị. Tụi em quen nhau thời gian đó, sau này thì ra trường đi làm thì mỗi người một nơi rồi. Em cũng lúc đó cũng hơi vô tâm. Xin lỗi chúng với bạn còn nhỏ đúng không? Dạ, còn nhỏ. Trẻ trâu chút xíu. Dạ. Bây giờ là gọi là chắc chưa? Dạ bây giờ đúng thời điểm rồi. Rồi được rồi. Mình muốn tìm cho mình một nửa yêu thương như thế nào? Dạ em muốn tìm một bạn nữ trắng trẻo, xinh tươi, dễ thương, vui vẻ. Bạn có lập trường chín chắn? Trắng trẻo, xinh tươi, vui vẻ, lập trường chín chắn. Chà cái này cũng khó nha. Rồi còn gì nữa không? Yêu cầu gì nữa không em? Dạ thấy em nghĩ như vậy là được rồi. Vậy là quá lắm rồi. Em không thích điều gì người phụ nữ? Đứng núi này mà trong núi nọ. Đứng núi này tao phải nhìn núi nọ chứ. Không lẽ tao đứng núi này tao nhìn xuống núi này? Trong tình cảm thì đã xác định là yêu rồi thì yêu tới cùng chứ không có bỏ dở dang người khác nữa. Dạ đúng rồi. Chứ đứng núi này dùng cái từ đứng núi này núi nọ nè, ai cũng vậy, không bao giờ tao đứng núi này tao nhìn núi này chứ á. Tao phải nhìn núi bên kia, xong núi xa xa nữa. Em có hình dung được cái mẫu người lý tưởng của em giống ai không? Cụ thể luôn đi. Dạ em nói chung là ai đẹp là em thích. Vậy là mẫu người của em phải đẹp hả? Bên kia nhấp đáp. Vậy là em cũng đứng núi này trong núi nọ rồi, em có người đẹp rồi, cái em thấy người đẹp hơn rồi, cái em thích rồi em bỏ người này. Dạ không anh, em chị ơi, em thật thà lắm, ai yêu em thì em yêu lại rồi chứ em không có mà. Mấy người yêu em một lượt em yêu lại mấy người luôn. Dạ không, thì như bạn nói đúng thời điểm của em thì em sẽ chốt ra đó. Em không mở cái tim này ra nữa. Em đang hình dung tưởng tượng bạn gái bên đây là người như thế nào? Theo em nghĩ thì chắc là bé trắng, tóc dài, mũi cao. Trắng, dài, mũi cao. Trập lắc hết trơn hết trời. Rồi bạn nữ mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ bạn trai của em là nghe thì nó hơi kỳ kỳ. Thứ nhất là phải lên phòng khách được, xuống nhà bếp được và quan trọng là phải đẻ được. Lên phòng khách được. Dạ. Xuống nhà bếp được. Vô phòng ngủ thức. Đúng không mọi người? Vô phòng ngủ thức là đẻ được. Dạ tại vì đẻ được á là do em làm bên công ty xét nghiệm ADN á. Thì thấy có nhiều anh đẹp trai cao to nhưng mà đi vô sinh xét nghiệm đủ thứ hết. Vậy là quen xong việc đầu tiên trước khi tiến tới hôn nhân là phải đi xét nghiệm ADN. Dạ đúng rồi, sẽ đến công ty xét nghiệm ADN em tài trợ. Tài trợ chị với cho coi chị còn khả năng không em. Ngoài vụ đó xong rồi ADN ổn định rồi đó còn gì nữa không? Lên phòng khách được, tức là ít ra bên ngoài là cũng phải là một người sáng láng, dễ nhìn, thành công một chút. Rồi. Còn xuống nhà bếp được thì tức là phải biết nấu nướng, hoặc là không nấu được thì cũng phải biết phụ giúp. Rồi.
đứng phá cũng được nữa, miễn đứng có tụ cho vui được rồi. Bây giờ em tưởng tượng hình dung anh bên kia như thế nào? Có vẻ như hơi khó tính. Nè, khó tính hả? Không khó đâu. Nghe em thấy kiểu như vậy. Khó tính. Không khó đâu em, anh này dễ lắm á. Ai yêu anh đi rồi. Hay sao đó? Hoài cổ hả? Cái này chắc không có hoài cổ đâu. Này hiện đại lắm à. Em hình dung vóc dáng ảnh tướng tá anh sao? Chắc là cũng cao. Cao. Trắng. Trắng. Anh hơi trắng mà chắc là anh cũng phải trắng. Cao, trắng. Để tôi coi. Dạ chị. Trắng có trắng, cao có cao. Sáng láng có sáng, có láng luôn. Phòng khách được không? Dạ được. Nhà bếp được không? Dạ được. Nấu được món gì? Dạ cơm chiên, trứng chiên, mì tôm. Mì được rồi, đủ ăn cũng được. Đi xét nghiệm ADN được không? Dạ được. Chuẩn men chị. Chuẩn men hả? Dạ. Xét nghiệm ADN đâu có biết men hay không men. Cái đó chỉ biết có đẻ được hay không thôi, chứ không có biết men hay không men nha. Dạ. Tại sao em cũng đẹp trai vậy mà em ế vậy? Thứ nhất là do công việc của em phải làm việc phải xe ca. Cái thứ hai là cho em hơi nhát. Bạn gặp bạn nữ thì không biết nói cái gì, mà mình nói thì được 2-3 ngày cái hết được. Là mình không có cái vốn ngôn từ để mình nói chuyện với bạn nữa. Rồi cái thứ ba nó là chưa đúng thời điểm, cũng như là mùa xuân đến thì cây trái nó mới đâm chồi nảy lộc, thì em nghĩ là bây giờ đã thích hợp. Giờ là mùa xuân rồi đó hả? Dạ mùa xuân. Bạn bè nó có bạn gái rồi, có vợ hết trơn rồi. Em thì em có một mình, mà tụi nó đi đâu chơi cái nó tát mình vào xe hình vậy, nó livestream nó kêu mình vô coi, mình cũng bất ức. Nên quyết định là ngày hôm nay em phải đi lên đây để cho tụi nó thấy được là em đã lên đây đã có được bạn gái. À, và bây giờ nếu có được bạn gái thì bao lâu nữa em tiến tới hôn nhân? Hiện tại thì em đã chuẩn bị rồi. Chuẩn bị gì rồi? Nhà cửa rồi các thứ công việc cũng ổn định. Hay quá vậy ta. Nhà của ba mẹ hay nhà của em mà em làm chuẩn bị rồi? Em có hùng vốn á. À vậy thôi cũng được. Rồi em cũng là lên đây là chủ yếu là để tìm bạn gái, chứ không phải là để lên tivi để mà nổi tiếng. Giống hay. Như là lên đây chỉ để nổi tiếng thì em thấy không có hay. Chính xác. Rồi. Lên đây chủ yếu ta tìm tình yêu, tìm vợ. Rồi đến qua anh coi đàn gái sao mà bà mối qua bà cứ phỏng vấn thằng trai quá dễ chưa? Thương chào em gái. Trắng có trắng em mày tóc dài đó. Có tóc ngắn. Anh mà cũng dài dài đúng không, dễ thương mà. Dạ mới dài ra. Anh kia cũng dễ thương lắm. Dạ. Nhưng có tính hơi tham ăn chút xíu khi anh dành ăn của em á. Dạ thì đi mua nhiều hơn hoặc nấu nhiều hơn thôi ạ. À? Nấu nhiều hơn thì anh cũng ăn nhiều hơn à. Tính của anh gì được không? Dạ cũng được. Cũng được đúng không? Để nuôi ạ. Có ghen không? Không đâu ạ, bình thường thôi ạ. Thí dụ em thấy người yêu của em nắm tay một người con gái khác, em làm gì? Thì thôi bảo thôi đừng nắm nữa. Anh kêu thôi đừng nắm nữa hả? Không nắm thì quay về nhà tính sau. Đúng rồi đó. Thôi anh đừng nắm nữa, chút về nhà tính sau. Dễ thương á. Được. Hiền lắm em. Dạ. Được không? Được, được. Đàn trai thấy kết rồi đó. Rồi bây giờ nhà gái hôm nay em đi với ai nè? Dạ có mẹ có bạn. Dạ chào cô. Hai MC dễ thương. Mình là mẹ của bé Thủy. Thủy ơi, theo mẹ nhận xét bạn nào mà bên đây thì có cái tính giống như con ấy là cũng tham ăn đấy. Cũng hợp đấy. Thì hai đứa cứ cho nhau cơ hội để hẹn hò đi ha. Dạ con cờ. Rồi cảm ơn cô. Anh trai đi với ai? Dạ đi với lại bà nội lại mợ cô. Ồ có bà nội nữa. Dạ chào nội. Bà nội sao hôm nay đi lên đây? Nay tại vì thương cháu nội muốn có cháu dâu. Chào nội. Dạ. Dạ nội thấy cháu dâu tương lai này được không nội? Dạ được. Thấy rõ không nội? Thấy rõ. Dạ. Nội có dặn dò gì? Dễ thương. Dễ thương. Dạ. Nội có dặn dò gì cháu dâu tương lai không? Thì dặn dò cháu trai Khoan Dân Lưu là tới đây là lên truyền hình là kiếm được cho được cháu dâu. Dạ. Dạ. Nếu hai đứa đám cưới nội cho gì? Thì nội cho cặp nhẫn. Dạ. Mợ thấy sao mợ? Theo mợ thấy thì bạn gái bên này thì rất là xinh xắn, nhẹ nhàng, dễ thương. Bạn gái ơi, Đăng Lưu tính tình rất là hiền, dễ thương, hiền lắm mà ngoan ngoãn lắm. Không có rượu chè, cũng không có hút thuốc, cũng không có đi chơi gì hết. Thì mợ không mong gì hơn là hai đứa con hãy cho nhau cơ hội cuộc kết cuộc tốt đẹp. Đó dạ. Là mong ước của mợ. Rồi, dạ, cảm ơn mợ. Hay quá. Bây giờ mình kéo màn lên cho đôi trẻ gặp mặt. Có gì thắc mắc là cứ hỏi nha em nha. Để thỏa mãn nhau. Tìm hiểu kỹ vô. Cảm ơn quà. Cảm ơn anh ạ. Em có gì cho anh hết. Tặng cái hộp vuông vuông đó là ngon rồi đó. Em mở đi.
Dạ. Mở luôn kìa. Anh tặng em cây son là anh có ý nghĩa của anh muốn nói với em là anh muốn làm người làm pha với son đó, chứ không phải làm người để làm ước hờ mi của em. Quá dữ luôn. Gì lạ lạ vậy? Muốn ước làm phai cái son đó. Đúng rồi, anh tặng cái son để cô ấy đánh son vào môi. Và chính anh ấy là người làm phai cái son đó. Tôi mới nghe luôn đó nè. Hay. Ngôn tình này lạ lắm mà hay. Chứ phải làm ước mi của em. Ước mi là không ấy làm cô ấy khóc đấy. Ừ đó. Em biết nấu ăn mà. Không? Dạ biết ạ. À, con gái mà. Rồi, hy vọng là vào ngày không xa anh sẽ được ăn những món ăn em nấu. Thì em hy vọng là em nấu, anh phụ, rồi sau này sẽ có một ngày nào đó em sẽ được anh nấu cho em ăn. Tại vì nhà em có cái truyền thống. Dạ. Ông ngoại nấu cho bà ngoại ăn, nấu cho các cháu ăn. Bố em cũng vậy. Vậy sau này em sẽ hướng dẫn anh nấu. Đến đây thì anh cũng có một bài thơ để anh tặng em. Mong là em sẽ nghe và suy nghĩ. Hoa chỉ đẹp khi tình yêu trong sáng, hương sẽ nồng khi em biết nâng niu. Rồi từ đây ta sẽ hiểu nhau nhiều, đừng hờ hững mà quên đi mộng đẹp. Nghe và suy nghĩ đó nghe. Dạ suy nghĩ. Em có nhận xét gì vậy anh? Dạ anh nhìn đẹp trai đó ạ. À. Nghe. Hồi nãy em chờ bạn em ở dưới nó bảo là anh mà ưng là nó sẽ gật như mấy khâu vậy đó. Anh cũng có bạn ở dưới cũng nói vậy với anh đó. Trời ơi, đi mà có gián điệp nữa. Nãy thấy bà nội gật quyết liệt luôn. Lẹ lẹ ráng lấy hai chỉ vàng của nội kìa. Tiếp dạ, tiếp. Sao bữa hôm nay mình em định đi đâu? Dạ thì nếu mình bấm chuông thì mình sẽ có cái vé xem phim đó. Chuông đâu bấm. Làm như Lan và Điệp với bấm chuông. Anh sợ ma lắm nha, đừng vũ anh coi phim ma nha. Thì hai đứa vào che mắt cho nhau thôi ạ. Trời ơi, sao chung. Em còn gì muốn hỏi anh không? Dạ thôi, có gì thì em đưa anh đi xét nghiệm rồi tính sao. Trời ơi, chưa gì đưa đi xét nghiệm mà. Em thích con trai không gái? Có nếp có tẻ thì tốt hơn. Cả trai cả gái. Anh thì thích con gái đầu lòng. Dạ. Tại vì ở nhà có thằng em trai nó hơi quậy, kiếm con gái để về kìm nó lại. Em cũng có gái đầu lòng để em kìm con anh chứ. Cặp này làm như gặp trong mơ rồi đó ông ơi. Anh thì anh không hứa được chuyện tương lai, nhưng mà anh muốn anh là người đầu tiên đau trong nỗi đau của em, là người đầu tiên buồn trong nỗi buồn của em, và là người cuối cùng làm em vui trong nỗi vui của em. Anh ngôn tình quá à. Ngày xưa em cũng thích ngôn tình lắm, giờ đỡ rồi. Anh rất là mê ca phim Hàn á, nên bị nhiễm. Em thì thực tế lắm ạ. Sau này có một gia đình ổn định hạnh phúc thôi. Rồi, hết thời gian. Vậy là đủ rồi. Rất là ngọt ngào đấy. Đặt tay vào nút bấm đi em. Anh sẽ bấm cái nút bấm của em. Tại chưa có đếm. Là đếm 1, 2, 3 gì mới bấm. Phạm Quy là bị loại rồi đó. 3, 2, 1. Hết thời gian. Nắm tay đi nào. Đâu có xoay. Má đi, má đi. Con xin phép con hôn em. Má gật đầu rồi đó. Anh không đâu. À, mình hôn đâu. Son gì đó. Bà nội ngồi cười quá trời luôn à. Bà nội về chuẩn bị sẵn cặp nhẫn nha bà nội. Đây là những chiếc vé xem phim để các bạn có thể đến Cùng Đạp Cinebox 212 Lý Nhân Thắng để xem phim. Gửi tặng hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Azac Hàn Quốc. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Rồi mời các bạn. Che mi mắt gì đó, lau son môi gì đó. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nhìn dễ nhìn là được. Đơn giản quá vậy. Xinh xinh. Dễ nhìn đi xinh nó khác nhau nha. Xinh xinh một chút, da trắng, tóc dài. Em nghe anh miêu tả mà em thấy em trót vuốt luôn á chứ anh ơi. Như vậy cặp đôi đầu tiên chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ tốt rồi. Cứ thế mình tiến lên thôi. Cặp đôi thứ hai, xin bắt mời đầu. Hạ màn.
Mời bạn nam. Rồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi bạn nữ giới thiệu về mình đi. Em xin chào mọi người ở trường quay. Em chào chị Cát Tường, con chào chú Quyền Linh ạ. Chào con. Dạ. Rồi, mình giới thiệu luôn đi em. Em tên gì? Dạ, em tên là Tú, 23 tuổi. Em đang là nhân viên văn phòng ở quận 3 ạ. Quê mình ở đâu Tú? Dạ, quê em ở Phú Yên ạ. Phú Yên, rồi. Văn phòng là làm cụ thể việc gì hả Tú? Dạ, em là nhân viên hành chính nhân sự ạ. À, rồi bạn trai giới thiệu đi. Em chào anh Quyền Linh. Chào, chào chị Cát Tường. Chào mọi người trong trường quay. Chào bạn nữ bên kia. Em là tên là Lê Đăng Thống. Năm nay em 28 tuổi. 28. Dạ. Quê Đồng Nai anh. Đồng Nai làm việc gì Thống? Dạ em đang làm kỹ thuật ở trong kỹ thuật điện á, ở trung tâm tiệc cưới hội nghị ở Đông Phương. Đó giờ có trải qua mấy mối tình rồi? Có một mối tình chính thức 4 năm mới chia tay, năm hơn năm. 4 năm yêu nhau với 4 năm mà sao chia tay? Thì do bạn nữ ra trường rồi xong rồi nói chung thay đổi về cái tính cách hay tính tình không hợp nhau nữa chia tay. À. Rồi mời bạn gái. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, nói về bản thân thì em là một con người vô cùng đơn giản luôn. Em chỉ có cái tật là hay nói nhảm với lại sống hơi nhạt nhẽo một xíu thôi ạ. Sống hơi nhạt nhẽo là sao? Kiểu em ít phản ứng với cuộc đời á chị. Giả sử khi mà có một cái sự việc nào đó xảy ra với em thì phải mất mấy giây em mới định hình, rồi não bộ nó mới tư duy, rồi nó phản xạ lại với cái tình huống đó được. Coi như là bữa nay nói chuyện đây rồi hai ngày sau về em mới biết suy nghĩ là em có nên bấm nút hay không gì, đúng không? Nhiều khi tối về còn đặt tay lên trán suy nghĩ là ôi mình làm như vậy có sai hay không nữa cơ chị. Ta kể chuyện 3 ngày sau mới cười đó. Rồi, đó là ưu điểm hay khuyết điểm? Đó là khuyết điểm ạ. Rồi còn khuyết điểm gì nữa không? Khuyết điểm của em thì nhiều lắm, em kể không hết đâu. Nhưng mà nói về ưu điểm á, thì nếu mà bạn nam nào mà là bạn trai của em thì chắc là bạn ấy sẽ rất là thoải mái. Bởi vì em thích sự tự do, cho nên em cũng mong muốn là bạn nam của em cũng có thể có một tình yêu tự do. Tình yêu tự do là sao? Ví dụ? Đừng có ràng buộc nhau quá là được. Cái tình cảm thì mình quan tâm chăm sóc nhau trong từng hành động, chứ đừng có hoa mỹ. Cũng như là đừng ràng buộc nhau cái gì là tốt á. Rồi thí dụ như em thấy bạn trai em đi với cô khác là cũng bình thường luôn. Thì dạ, đi là bình thường chứ sao? Đi thôi mà chị. Hả? Đi thôi mà, bình thường thôi chị. Thí dụ em thấy người ta đi tấp tấp xe vô cái chỗ nhà nghỉ rồi em nghĩ sao? Thôi cái này là em phải nhào vào. À, chị tưởng đâu về hai ngày sau mới tới kiếm chứ. Bạn gái trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thì em chưa có trải qua mối tình nào chính thức hết ạ. Thì đó, tại chưa yêu lần nào mới nói vậy. Bây giờ là em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nhìn dễ nhìn là được. Dễ nhìn hả? Đơn giản quá vậy. Xinh. Hả? Xinh nhìn. Dạ. Dễ nhìn đi, xinh nó khác nhau nha. Xinh một chút rồi. Xinh một chút. Da trắng. Tóc dài. Dễ thương là được rồi anh Linh. Em thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm mà ảnh tiêu chí anh đề ra? Anh ơi, em tóc không dài, em cũng không xinh. Tóc dài mốt để dài còn được em. Nói chung là em nghe anh miêu tả về cái mẫu bạn gái lý tưởng là em thấy em trót quốc luôn á chứ anh thôi. Nhưng mà cái đó ta miêu tả lý tưởng thôi, nhưng khi biết đâu gặp người ta yêu sao. Rồi. Ô, dễ thương mà. Cái đó là cái mẫu lý tưởng người ta suy nghĩ thôi. Tình yêu khi bắt gặp biết đâu người ta sẽ cảm nhận điều đó. Em không thích bạn trai mình là người như thế nào? Bạn trai của em hả? Thì như đó, em thích sự tự do, cho nên em mong bạn trai của em cũng là một con người phóng khoáng một xíu. Ngoài ra thì biết nấu ăn thì tốt, bởi vì em không biết nấu ăn. Em có ghét điều gì ở đàn ông không? Em ghét con trai lèo nhèo, lèo bèo. Lèo nhèo, lèo bèo. Là sao? Em nghĩ con trai thì ít nói, bởi vì em không biết là bạn nam bên kia có thích một cuộc tình ít nói hay không. Bạn bên kia cũng hơi ít nói đó. Vậy là hợp rồi đó anh. Hợp đó. Một chút hai mở màn lên, hai em nhìn nhau nhìn thôi. Nhìn nhau hết 2 phút. Nhìn 2 phút xong tụi anh đóng màn lại, tụi em bấm nút. Ha, coi có bấm hay không. Dạ. Giờ có gì mình nói hết đi. Cũng hay, lâu lâu phải có những cái trường hợp đặc biệt như vậy chứ. Đúng rồi. Ây da, nhưng mà bây giờ nãy giờ bạn trai bên kia là miêu tả cái người bạn gái rồi, còn em đang hình dung ảnh như thế nào? Anh nói là anh 28 tuổi thì em nghĩ là anh cũng là người chững chạc rồi. Với lại trong cái suy nghĩ của em thì em thích con trai nhìn gọn, tóc tai gọn gàng. Gọn gàng. Gì nữa không? Cao ráo, mập ốm, cao thấp. Dạ, em không quan trọng ngoại hình lắm á. Sao cũng được. Dạ, vâng. Đơn giản quá. Hai người chỉ cần nhìn nhau rồi cưới thôi, không cần nói gì. Bây giờ có gì cứ nói hết đi.
Được không em? Lát kéo màn lên rồi im re như anh Quyền Linh nói vậy là được không? Thử. Thử rồi à? Thử coi bây giờ có gì nói hết đi. Ủa em ơi, em không biết nấu ăn nhưng mà em có tập nấu ăn được hay không? Hay là em không muốn nấu ăn? Mà em thì em có thể nấu ăn không đến nỗi tạo ra siêu phẩm, nhưng mà em nấu không có ngon. Cho nên là em nếu mà được á thì cùng nhau học nấu ăn thì được anh ạ. Trời ok, cái đó được. Chừng nào em đám cưới được? Nếu mà được thì qua năm. À là muốn lắm lấy vợ rồi phải không? Nhưng mà bạn gái thì đó, em có hay ghen không? Chứ bạn gái thì thích phóng khoáng, bạn bè cũng nhiều. Thích một tình yêu thì... tự do, thoải mái. Thì nói chung yêu là, trong yêu là phải có ghen thôi, nhưng mà ghen ít thôi chị. Ghen ít thôi phải dạ, không? Chứ không phải ghen nhiều. Rồi cái là cả ngày đi chơi xong tối về là hai đứa chỉ nhìn nhau thôi. Cái đó là em thì khác, còn bạn nữ thì bạn kêu nhìn nhau thì được, nhưng mà cũng phải nói. Chứ nhìn nhau được rồi, nói làm gì? Nói chứ phải nói chứ cô, không nói ai mà biết muốn cái gì. Hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với bạn của em ạ. Xin chào hai MC dễ thương và xin chào ekip. Dạ, em là bạn đại học của Tú. Em quen Tú được 4 năm rồi. Mặc dù Tú nhận xét về bản thân mình vậy, nhưng thực sự là nó chỉ là nói vui thôi. Chứ bạn em rất là vui tính, hòa đồng. Và lúc nào Tú cũng làm cho những cái người xung quanh cảm giác rất là thoải mái. Mà bạn rất là học rất là nhanh. Mà em nghĩ là sau khi mà hai bạn mà quen thì bạn của em có thể học nấu ăn để nấu cho cái bạn nam này ăn. Rồi em nhận xét bạn trai bên đó như thế nào? Dạ em nhìn thấy anh bên này rất là chín chắn, rất là trưởng thành. Bạn em thì tính cách trẻ con, kiểu con gái ấy, là muốn được cái bạn nam bảo bọc nuông chiều á. Nhưng mà sự là trẻ con cũng trong một cái giới hạn nào đó. Bạn em là người sống thiên về gia đình đó anh chị. Hay rồi, đó, cảm ơn bạn. Ok, bạn trai đi với ai? Em đi với cậu ruột, với anh ruột, với chị dâu, với em út. Cả nhà luôn ha, chào cậu. Xin chào MC Quyền Linh, cậu Cát Tường. Dạ. Nãy giờ cậu thấy sao cậu? Dạ. Theo cậu, với là anh chị cháu ở đây thì thấy cháu bên này cũng dễ thương. Cậu mong rằng cũng khi mà mang cậu lên thì hai cháu thông qua cái nụ đó bấm để tìm hiểu với nhau tiến tới dài lâu sau này. Rồi, cảm ơn cậu ủng hộ về tốt rồi. Bây giờ kéo màn lên, tôi cho hai người đứng nhìn nhau một phút để xem coi có điều gì xảy ra hay không nha. Khoan nói gì hết. Chuẩn bị. Kéo màn lên. Nhìn thẳng vào mắt nhau nha. Đứng lên tiến thẳng về nhau. Không nói gì hết. Nhìn nhau. Đứng lên luôn, đứng lên luôn. Nhìn nhau. 2 phút nhìn nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau. Bắt đầu. Thử xem những thái độ gì sẽ diễn ra. Những cảm xúc gì sẽ diễn ra. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Có tình yêu có xuất hiện hay không? Nhìn hoài vậy luôn. Nhìn đi, nhìn đi. Cứ nhìn. Dạ, được rồi nha anh. Được anh. Nhìn thấy sao? Phát hiện ra gì không? Mắt giống em á. Mắt giống em á. Xoay qua, xoay qua. Cái gì nữa? Dạ. Nhìn thấy gì nữa? Đeo kính cận là em thích hả? Thấy đeo kính cận là em thích hả? Dạ. Thấy cái lòng nó có sao xuyến gì chưa? Rung rung. Rung rung rồi hả? Thôi, nói chơi với các bạn có 2 phút để trò chuyện nha. Bắt đầu. Anh ơi, anh thấy em với cái mẫu bạn gái lý tưởng mà hồi nãy anh miêu tả qua bức rèm có giống nhau không? Trên cả tư tưởng, em dễ thương hơn anh nghĩ. Em cho anh hỏi cái là em quan niệm về gì về tình yêu em? Nói về tình yêu, cũng như hồi nãy giờ em trao đổi á, em có cảm giác là em nghĩ tình yêu là cái sự thấu hiểu anh ạ. Kiểu như là mình không cần nói gì nhiều với nhau, vẫn hiểu đối phương cần gì, hiểu gì. Mình có thể tin tưởng nhau hoàn toàn thì đó là tình yêu ạ. Rồi, ok. Anh hỏi câu tế nhị nữa nha anh. Xíu nữa anh có bấm nút cho em không? Không, không, không. Câu này không có hỏi được. Ô, thôi, dạ, dạ, để con đổi câu khác ạ. Không thế, được. Thế thì anh nghĩ là xíu nữa anh có cho hai chúng ta cơ hội không? Không được luôn. Không được luôn. Cái này nó phải là một cái bí mật để một hồi nó mới bật ra. À, ha. Thế các thì bạn cứ con nói hỏi, nhau đi. Con hỏi câu khác nữa nha chú. Hỏi câu gì cũng được, ngoại trừ bấm chuông, bấm nút. À, anh ơi, thế thì anh nghĩ là nếu mà được thì buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa mình sẽ diễn ra ở đâu? Tí nếu mà bấm nút á, thì mình đi xem phim. Có cái vé rồi. À, dạ. Xong rồi tiếp thì mình tính sau. Dạ vâng ạ. Bây giờ em hát một vài câu hát nào xem như lời tỏ tình của em.
đứng lên cũng được. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi về cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa vời. Được, được. Rung quá vậy? Rung. Tay chân không biết để đâu rồi đó. Tức là bạn ấy đã có rung động ngay từ đầu. Đây là một dấu hiệu của tình yêu. Còn bạn gái, điều gì xảy ra chúng ta vẫn chưa biết được. 3 tiếng đếm sẽ bắt đầu đấy các bạn. Nhớ những gì chị nói nha. Phải có chia sẻ thì mới có thấu hiểu. Nếu không chia sẻ thì không bao giờ hiểu. Nhìn nhau đi, nhìn nhau lần cuối trước khi quyết định. Hãy đưa ra sự lựa chọn của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau nào. Tôi xin thông báo là hai bạn ấy bấm chuông rất cùng nhịp với nhau. Cũng không cần phải nói nhiều. Tình yêu chỉ cần nhìn nhau là đủ rồi. Cũng đủ cảm nhận được có yêu nhau hay không rồi. Hy vọng rằng với những giây phút này các bạn sẽ nhớ mãi và trân trọng giây phút đó. Đây là cơ hội dành cho các bạn để các bạn có thể xem phim. Và ở đó chúng ta có thể thoải mái tâm sự để hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Đây, gửi tặng hai bạn là một phần quà, đó chính là một bộ mỹ phẩm nhập khẩu Skin Azek đến từ Hàn Quốc gửi tặng hai bạn. Và đây, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng cho hai bạn. Nhiệm vụ của bạn bắt đầu rồi đấy. Nhiệm vụ là gì biết không? Thấy sao? Thấy sao mà cùng mình dưới vậy? Hôn máu chứ. Sao thấy sao vậy? Giống có điện chạy trong người đó vậy thì nói chứ. Chúng tôi muốn làm điều đó để gắn chặt các bạn nhiều hơn nữa. Rồi tìm hiểu nhau nha. Rồi. Mời hai bạn đi xem phim đi. Chị nghĩ vậy là phải môi trường gặp gỡ cũng nhiều chứ. Gần Cần Thơ cũng đông đúc dân cư lắm mà sao mà mình vẫn chưa có ai mà phải nhờ đến chương trình vậy em? Dạ ai cũng nghĩ như chị cho nên em mới ế tới giờ, Dạ tỷ bây giờ hai đứa lấy nhau rồi, anh cứ ghé bên nhà cô vợ cũ hoài em có ghen. Mặc dù anh là ghé thăm con đó. Anh có ngại đưa em theo hay không? Và bây giờ thì sẽ trò chuyện trước với cặp đôi của ngày hôm nay. Wow, một bạn trai rất là cao to. Đằng sau lớp mặt nạ này là gương mặt như thế nào? Xin chờ 30 giây. Tới luôn, thẳng bước. Mời em gái ngồi xuống nha. Mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Wow. Rồi, ok. Chào hai bạn. Chào mọi người, chị Cát Tường và các bạn bên đó. Em tên là Nguyễn Đình Xuân Anh, năm nay em 36 tuổi, công việc em là nhân viên kinh doanh. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Hồ Chí Minh. Hiện tại mình đang sống với ai? Dạ, em sống với ba mẹ và em gái. Ba mẹ em gái, hai anh em thôi. Mời em gái giới thiệu. Dạ, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia. Em tên là Ngô Thị Kim Ngọc. Em sinh năm 1991, em 29 tuổi. 29 tuổi. Dạ, em đến từ Cần Thơ. Ừ. Ngọc đang làm việc gì cưng? Dạ em đang là nhân viên tổng đài tư vấn của bệnh viện đa khoa quốc tế ở Etios Cần Thơ. À vậy là từ Cần Thơ chạy lên đây ghi hình. Dạ. À rồi khi nào mình về lại dưới kia? Dạ sau khi ghi hình xong thì em về. Trời sáng mai em đi làm tiếp. Trời ơi cực quá vậy cưng. Vậy dạ. Là bữa nay xin nghỉ làm đó hả? Dạ. Trời ơi thấy thương không nè. Còn ngoài cái công việc em làm tổng đài ra thì em còn làm gì nữa không? À dạ em còn quản lý thêm cho một khách sạn. À, buổi vào buổi chiều tối và em thường thì em quan sát và em quản lý là qua cái phần mềm quản lý khách sạn với lại qua camera. Ừ. Rồi đi như vậy rồi xin người ta nghỉ đi đâu? Dạ em cũng có nói thật là em tham gia chương trình và sếp của em cũng đồng ý. Mà hỏi thiệt là làm trong cái công việc chị nghĩ như vậy là phải môi trường gặp gỡ cũng nhiều chứ. Gần Cần Thơ cũng đông đúc dân cư lắm mà sao mà mình vẫn chưa có ai mà phải nhờ đến chương trình vậy em? Dạ ai cũng nghĩ như chị cho nên em mới ế tới giờ, Trời ơi thiệt là thương quá, oan nghiệt ghê luôn. Còn làm gì nữa không?
À, dạ em còn làm thêm một cái nghề nữa. Ở ngoài là em làm bên môi giới bất động sản. Trời ơi giỏi quá, tuổi trẻ năng nổ quá. Sao sao, nãy giờ nghe ta giới thiệu thấy sao, có cảm xúc gì không? Dạ thì em thấy bạn rất là giỏi, là người rất là nhiệt tình. Có xuống Cần Thơ chơi lần nào chưa? Dạ rồi chị. Cần Thơ đoạn nào? Em ở Ninh Kiều. Ninh Kiều, dạ, gần chợ nổi luôn. Gần xịt là qua Cần Thơ tới rồi. Đi 180 cây là tính bến xe miền Tây. Thì thông thường là em đi Phương Trang Thành Bưởi thì chỉ mất khoảng 2 tiếng 45 phút. Đội, còn đi nếu sao trễ vậy? Thì khoảng 3 tiếng rưỡi. Giới thiệu xíu về mình cho nó rôm rã lên chút coi nè. Em thì thật ra là từ trước tới giờ là em là nhân viên kinh doanh của trải qua cũng nhiều công ty rồi. Trước đó thì em học kế toán, nhưng mà công việc em thì em thích đi ra ngoài gặp gỡ mọi người hơn. Công việc em là đa số là về ngành sale và cũng có liên quan tới marketing nữa. Ví dụ sale gì dài, cái sale điển hình coi nè. Ví dụ gần đây nhất là em sale về thuốc trình duyệt viên. Trước đó nữa thì em làm bên công ty giấy AA. Ủa vậy rồi sale là tiếng Anh hay tiếng Việt? Dạ thì đa số là môi trường em là tiếng Việt, cũng có tiếng Anh nhưng mà giao dịch với sếp thì có. Giao dịch với sếp phải giao dịch bằng tiếng Anh. Hồi trước thì em có làm bên công ty dưới Bình Dương á. Công ty nó chuyên về sản xuất gỗ cốt pha xây dựng á, mấy công trình. Thì sếp em lúc đó là người nước ngoài, người Hoa. Dạ, nói tiếng Anh nói như gió luôn. Rồi em nói như gió luôn không? Em chỉ nghe được cái nào em hiểu em trả lời thôi, còn nói qua điện thoại là hầu như là rất khó nghe. Phải nhìn cái khẩu hình miệng nữa, phải đoán nữa phải không? Dạ, ổng cũng thêm tiếng Việt vô cũng có. Còn em mình làm nhiều như vậy, và đứa trẻ bây giờ là ngoại ngữ giỏi lắm, mà em có giao lưu giao tiếp tiếng Anh đồ được không? Dạ em làm bên môi trường khách sạn là 6 đúng, năm. Đúng trước rồi. Khi em làm bên bệnh viện thì em cũng biết nói tiếng Anh. Bây giờ hai bạn bắn nhau thử nè, tôi né nè, tôi không biết tiếng Anh. Rồi 2 3 vô chào hỏi nhau vài câu tiếng Anh coi. Hi, my name is Xuân Anh, your name is Nice to meet you too. My name is Ngọc. Hi Ngọc. Nói gì khó khó chứ, nãy giờ mấy cái đó tôi hiểu đó. Nói cái gì mà tôi không hiểu á. How many people in your family? 5 people in my family. You are the first person or the last? I have two older sister and one younger sister. You have two sister and one young brother or sister? Sister. Tôi vẫn hiểu luôn á, nói gì tôi không hiểu tôi vô. Tôi không hiểu tôi mới vô, không tôi đứng đây hoài luôn. Em có hơi hồi hộp xíu nên. Hồi hộp gì? After this show, can we go to coffee? Yes, I do. Chưa thấy mặt nhau mà dám yes I do rồi bà này mê trai nữa. Yes I do rồi bà này mê trai nữa. Tôi hiểu hết luôn, trời ơi, vậy là tiếng Anh của tôi cũng khá lắm nha quý vị. Mặc dù tiếng Anh không biết nhưng mà sau một thời gian đi đây đó khắp nơi, bị hải quan các nước dịnh lại, kiểm tra giấy tờ cho chó săn ra ngửi ngửi, riết tôi cũng nghe được tiếng Anh rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của mình khai đi. Dạ, điểm mạnh của em là hòa đồng, trung thực và rất là tiến thủ. Điểm yếu của em thì theo em nghĩ thì có một cái thôi là tự lượng em kém. Trời, về miền Tây mà tử lượng kém là tiêu rồi, không có dầm gãy miền Tây được đâu. Điểm mạnh điểm yếu của em sao? Tại em mắc cười là tại bạn nói là tuổi lượng của bạn thấp, nhưng mà chắc em bù lại được phần đó. Chắc em bù lại được phần đó. Wow. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Sao có ngại vợ mình uống nhiều quá không? Dạ không chị, thì nếu có gì thì giúp đỡ em. Được. Điểm yếu của em thì thường là em rất là thẳng. Em suy nghĩ gì em nói đó, cho nên đôi lúc là sẽ làm mất lòng một số người mà họ không có thích. Với một cái nữa là em là nữ nhưng mà em không biết trang điểm. Người ta nói lấy chồng phải theo chồng. Em có sẵn sàng lên Sài Gòn làm dâu hoặc lên Sài Gòn ở chung lập nghiệp để mà sinh sống với ảnh không? Điều kiện và công việc của ảnh ổn mà em cũng có thể hòa nhập được thì em chấp nhận. Tại vì cái này là mình lấy chồng thì mình theo chồng đó là chuyện bình thường. Lo cho cổ nổi không? Em cũng ok, hoặc là em thì cũng có thể là xuống dưới. Được không? Đừng có nói bậy nha, được mới nói nha. Dạ được. Được phải không? Có nghĩa là thích Cần Thơ. Dạ. Xuống Cần Thơ ở rể được luôn. Chứ em cũng đi miền Tây cũng gì. Ê, có chấp nhận ở rể không cưng? Dạ chấp nhận. Chấp nhận luôn. Ba mẹ mừng lắm đó. Mừng lắm luôn. Dạ. Thôi vậy là cái này hai bạn quá thoải mái rồi. Tùy mình gặp nhau đi rồi mình tính cái chuyện ở đâu. Rồi bây giờ tình trường sao? Hiện giờ thì em đã ly dị rồi. Có một gia đình một lần rồi. Có con chưa? Dạ rồi chị. Con mấy tuổi? Dạ đứa lớn thì 8 tuổi. Một đứa nhỏ? Đứa nhỏ bây giờ thì 3 tuổi. Hết chưa? Còn đứa nó 4 tuổi. Tự nhiên sao tự đang kể từ 8 mà xuống 3 mà lên 4, sao không kể từ 8 đến 4 3 mà nó kể ngược vậy? Thì chị hỏi đứa nhỏ thì em nói. Ba đứa, trời ba đứa sao ly dị? Ly dị cũng 1
một năm mà ly thân cũng một năm, tổng cộng khoảng 2 năm. 2 năm mà về giấy tờ là xong xuôi hết chưa? Dạ xong rồi. Và ba đứa con ở với ai? Dạ hiện tại thì ba đứa đang ở chung với mẹ. Ủa em sống nuôi được đứa nào hết trơn vậy? Không, lúc đó em cũng định xin nuôi nhưng mà mẹ nó không cho. Với lại em cũng nghĩ một phần là anh em nó không nên tách rời. Dạ chia cắt. Mà thực ra thì cũng ở chung quận thôi. Thì thỉnh thoảng em cũng có qua chăm sóc rồi qua phụ, tức là về mặt trách nhiệm thôi. Dạ, ví dụ đưa đón hay là cái gì đó thì em phụ thôi. Nhưng mà bình thường không có em thì người đó cũng có thể mướn người khác làm. À, dạ. Không có em vẫn mướn người khác làm, mà em làm được thì cho có trách nhiệm với con cái. Dạ. Con còn nhỏ quá mà. Dạ. Đưa đón thằng lớn thôi chứ, hai đứa nhỏ 43 tuổi ở nhà thôi chứ đâu có làm gì đâu đưa đón. Dạ có, đi học mẫu giáo. Đi học mẫu giáo luôn rồi. Cuộc hôn nhân đó kéo dài trong bao nhiêu năm? Cưới năm 2011. Trong quá trình sống thì em với người đó có gây lộn với nhau. Và mâu thuẫn lớn nhất á là người đó gây lộn với em và gây lộn với mẹ nữa. Là mẹ chồng con dâu bất hòa với nhau. Dạ. Có đối tượng thứ ba xuất hiện không? Dạ không chị. Đỉnh điểm là có cái lần người đó đang nấu cơm thì mẹ em lên nói, thì em cũng không, lúc đó em không ở nhà thì em nghe kể lại thôi, là mẹ em lên nói. Ai kể lại? Mẹ kể lại hay vợ kể lại? Hai bên luôn. Rồi. Dạ thì một, nói chung là thêm tưởng tượng trong đầu á. Tưởng tượng rồi. Tại vì em kết hợp hai yếu tố. Thì lúc đó, tại lúc đó thì mẹ em thì tâm lý không làm dâu, ở chung một nhà nhưng mà nấu cơm riêng. Từng trệt mẹ em nấu, ví dụ trên lầu 2 là người đó nấu. Thì lúc người đó đang nấu cơm thì mẹ em đang nói chuyện gì đó, thì người đó đang nóng tính bực mình á, thì có cầm dao lên. Giờ nói chung là kêu mẹ đi xuống thì là kêu... đang cầm sẵn cái dao rồi chứ không phải là chủ yếu. Dạ, bóc cái đúng dao rồi. Dạ, dạ. Mà ví dụ như đang băm băm đúng, gì đó cầm rồi, dao. Dạ, dạ. Rồi làm gì mẹ em? Thì nói mẹ em đi xuống. À nhưng mà kiểu như nó chuyện nói chung là dịp dịp dao. Dạ, dạ. Rồi vợ cũ em kể sao? Thì vợ cũ em nói là nên bị mẹ nói không hay gì đó. Mà em cũng không biết, tại vì thực ra mâu thuẫn mẹ em với người cũ thì đã có rồi. Nên càng lúc nó càng lớn. Sao để ra nông nổi đó mà lý do là mẹ em không thích vợ cái cô đó ở điểm nào? À, một phần là lỗi do em. Tại vì thực ra thì em tính em thì rất là thương vợ mình. Cho nên vợ mình cái dù làm sai cái gì em cũng binh hết. Nên mẹ em nhiều khi cũng nói em rồi mà em không nghe. Mà sau này từ em mới thay đổi thì đã trễ rồi. Nhưng bây giờ mẹ em có mong muốn em lấy một cái người từ vợ tương lai là mẹ em đã có đưa ra yêu cầu gì nữa không? Dạ không, tại vì cái đó là cuộc sống của em quyết định. Qua cái bài học kinh nghiệm đó em rút ra điều gì cho bản thân? Thứ nhất là em phải cứng rắn hơn, tức là phải sắp xếp đôi bên nó dàn thỏa. Với lại một phần là tính tình nữa. Tại vì tính bản tính mỗi người mỗi khác nhau, thì có người nóng mà nóng mức độ như thế nào nữa. Thì em cũng mong người bạn tiếp theo của em thì nó không phải là nóng kiểu quá đáng hay gì đó. Nhưng mà em vẫn mong muốn sao tiếp theo mình vẫn sống chung với mẹ, hay là mình muốn sống mái ấm riêng của hai vợ chồng, hay là... Dạ cái đó thì không quan trọng, sống riêng người sống chung được. Quan trọng là cái người đối phương người ta muốn thôi. Rồi hiểu, nắm bắt. Rồi ảnh có ba con riêng như vậy thì em có ngại gì không? Hiện tại thì em không có ngại. Tại vì ví dụ như là ảnh biết sắp xếp làm sao cho bên kia yên bình, bên này thì cũng lo cho được cho bên mình là được. Ok. Mà bản thân em thì em cũng tự lập được tài chính, cho nên đó là ảnh lo bên bệnh cũng được, em lo nhà cũng được. Tuy nhiên có những cái thời điểm ví dụ như là em bệnh hay gì đó thì ảnh cũng phải chủ động ảnh lo cho gia đình hai bên, thay thế em làm đúng những rồi, việc đó. Đúng rồi, đương nhiên vợ chồng thì phải vậy chứ. Tình trường của em là như thế nào? Em thì có 3 mối tình. Ừ. Mối tình đầu tiên là em quen 6 năm thời còn đi học. Cho tới ra trường đi làm thì bạn đó đi làm xa. Tự nhiên một ngày đẹp trời cái bạn đó nói là đừng chờ anh nữa. Em nói là chờ 6 năm rồi, giờ kêu đừng chờ nữa. Rồi. Không có đi, đồng ý cho đi xa nữa. Còn mối tình gần đây nhất? Em quen bạn đó rồi, thì em tìm hiểu 1 năm thì em quen, thì em mới biết bạn đó nhỏ hơn em tới 4 tuổi là. Trời ơi, mắc mớ gì đâu trời, nhỏ 4 tuổi còn sao đâu. Nhưng mà sau này thì tính tình bạn đó rất là trẻ con. Thà em nói là tính tình bạn đó trẻ con chứ 4 tuổi không có si nhê gì hết trơn á. Rồi cả chục tuổi người ta còn lấy được mà, 4 tuổi đâu có gì đâu. Ở không bữa giờ là bao lâu rồi? Lâu rồi. Rồi giờ muốn tìm người bạn trai, người chồng tương lai như thế nào? Em thì không có đòi hỏi gì, chủ yếu là bạn đó có thể tự lo được cho bản thân mình, có hiếu với gia đình. Tại vì bạn đó phải có hiếu gia đình bạn đó sau này thì mới có thể là biết mà lo cho gia đình chung rồi, và gia đình hiểu. Của bên em. Đồng ý. Thế còn em muốn tìm một người bạn gái như thế nào, người vợ tương lai như thế nào?
Sau khi trải qua cái đồ ở đó thì em chỉ mong tính bạn đó hiền và nói chung biết kính trọng hai bên là được. Rồi, nói chi nhiều cũng phải bằng gặp mặt nhau cái đã. Đây, có ảnh đó trọng á, kiếm ảnh đi. Có cô gái trong đó luôn đó. Lựa chọn thử coi ai đây. Em nghĩ là bạn này. Tại sao chọn bạn đó? Tại nghe giọng bạn đó hiền. Nghe giọng bạn đó hiền, dễ thương. Anh nào? Dạ em nghĩ anh này. Sao chọn anh đó? Dạ hồi nãy em nghe chị nói là anh cao. Với lại em nghe giọng thì vậy anh cũng dễ thương. Rồi trời ơi, nhìn cái giọng đó mà biết ai dễ thương luôn. Rồi, xin mời hai bạn giữ nguyên hiện trường và nhìn qua cánh cửa trái tim này để xem cảm nhận đầu tiên của mình ngày hôm nay có đúng hay không nhé. Sao em gái, đúng không cưng? Dạ, đúng. Đúng ha. Dạ. Còn bạn trai chọn đúng không? Dạ em chọn sai vậy. Chọn sai nha. Bạn đội nón. Đó, bạn đội nón đúng không em? Dạ. Rồi. À, lần đầu tiên có bó hoa hướng dương này, nhưng tượng trưng cho sự chung thủy và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Cao táo dễ sợ. Với lại anh có một món quà này tặng em. Quà gì vậy, mở ra? À, một cây son. Trời ơi, son làm đẹp bó hoa này ha. Rồi, cảm ơn em. Món quà này thì nhỏ nhưng cũng có ý nghĩa. Đây là một cái ống heo. Thì cái ý nghĩa của cái ống heo này có nghĩa là cùng chung để mà xây đắp một gia đình. Nếu như mà em với anh tìm hiểu và hợp ý thì mình cùng chung góp chung, có một cái quỹ chung. Còn nếu mà không được nữa, nếu như không mình cảm thấy mình không hợp nhau á, thì anh cũng có gì đó để dành cho tương lai của anh sau này. Mà dễ thương, chu đáo dữ vậy. Cảm ơn em rất nhiều, món quà rất có ý nghĩa. Rồi, về chỗ đi hai em. Nhưng mà chị vẫn hy vọng là cái ống heo đó mình góp chung nha. Dạ. Có cái quỹ chung nha. Dạ. Cao ráo hai bên, đẹp gái, đẹp trai, sáng sủa. Thôi bây giờ Tường sẽ dành cho hai bạn thời gian để mình tâm sự với nhau kỹ hơn. Ít phút ha, mình thưởng thức món ăn ngon tại nhà hàng Ăn Có và vừa trò chuyện với nhau. Đây là món cá hồi Na Uy nướng dùng kèm với măng tây xào, sốt bơ chanh. Đây là món ăn rất đặc biệt của nhà hàng Ăn Co. Nhưng mà nhớ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút chị Tường sẽ quay lại. Chúc hai bạn ngon miệng. Anh đã từng xuống Cần Thơ được 2 lần rồi. Lúc đó anh xuống bên Bến Ninh Kiều. Nhà em có gần đó không ạ? Nhà em cách chợ nổi chưa được 1 cây số. Em có thích đi du lịch hay là coi phim? Sở thích của em là đi du lịch, rất là thích luôn. Anh có thích đi du lịch không? Có, hồi xưa anh cũng hay đi lắm. Nhưng mà dạo này anh công việc á, nên cũng ít đi lại. Thường anh đi đâu anh? Anh thích đi biển hay đi núi? Anh thích biển hơn. Hiện giờ thì anh với vợ cũ của anh còn liên lạc không? Không, chỉ thỉnh thoảng là anh qua thăm mấy đứa. Trung bình là 1 tuần 1 hoặc 2 lần. Nhưng mà dạo này thì do người đó bận á, nên cũng không muốn anh tới nhiều, cho nên có thể là 2 tuần. Em hỏi nha, nếu mà đang tìm hiểu á, thì anh sẽ sắp xếp thời gian như thế nào để về Cần Thơ? Nếu mà em rảnh thì em cũng lên Sài Gòn được. Nếu vậy thì thường cuối tuần, ví dụ mình đi khoảng 4 tiếng á, thì chiều thứ bảy thì anh tới chơi, thì chiều nhật anh về. Anh ở vùng mấy anh? Ở Tân Bình. Anh ở quận Tân Bình. Tân Bình là hơi xa, miền Bắc miền Tây. Ở nhà ba mẹ em có khó hay dễ? Ba mẹ thì lớn tuổi rồi, cho nên là suy nghĩ thì cũng còn con cái thì cũng gần như là trong vòng tay bảo bọc của ba mẹ vậy đó. Nên thường xuyên cũng hay la. Nhưng mà mỗi lần la thì có khi thì em cũng buồn, mà có khi thì cũng thôi cười cười cho qua vậy. Chị hỏi thiệt nè, giả tỷ bây giờ hai đứa lấy nhau rồi, ảnh cứ ghé bên nhà cô vợ cũ hoài, em có ghen không? Mặc dù ảnh là ghé thăm con đó. Anh có ngại đưa em theo hay không?
Tất nhiên là không, lúc đó đã là vợ chồng mà đâu có ngại. Dạ, nếu như không ngại thì cần gì phải ghen chị. Rồi bây giờ đó là đoạn lấy nhau, bây giờ đoạn đang tìm hiểu quen nhau nè. Đứa thành phố, đứa Cần Thơ nè. Em dạ không, ghen. Bình thường. Tại vì cuộc sống riêng mỗi người ai cũng tôn trọng nhau thôi. Em nghĩ là mình cái thời gian tìm hiểu đó mình kéo dài bao lâu? Trung bình thì người ta tìm hiểu từ 6 tháng đến 1 năm. Ừ. Em là có phải người hay ghen không? Ví dụ ở xa, bạn gái mình nhiều khi đó bận quá trời rồi, có lúc nào đó ví dụ em gọi điện cuối tuần hay gì em gọi hoài cũng không bắt máy thì em sẽ nghĩ như thế nào? Trong tình yêu em rất tôn trọng và tin tưởng người đó. Ừ. Và em cũng biết là mỗi người cũng một không gian riêng. Ừ. Cho nên công việc của mỗi người thì có thể lúc bận lúc này thì em sẽ gọi lúc khác. Ừ. Nghe câu chuyện lúc nãy về mẹ chồng đàn dâu đó, em có ái ngại gì về việc thí dụ như sau này mình lên thành phố ở chung nhà với mẹ nữa thì em có ngại gì không? Dạ, từ trước tới giờ thì em cũng có nhiều bạn bè, cũng từng gặp gia đình của bên bạn trai cũ em rồi. Thì gần như là người lớn chưa một người nào ghét em hay là chưa có một người nào nói gì về em cả. Ừ. Vì bây giờ hiện tại thì em làm bên bệnh viện đó, là bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thị Ớt, nhưng mà tiền thân là bệnh viện đột quỵ tim mạch đó, thì là những cái bệnh nhân đa số là lớn tuổi. Thì em gần như em có một cái tâm lý mà cái cách cư xử của em với người lớn tuổi khá là ổn. Hôm nay em đi tham gia chương trình với ai? Dạ, bữa nay em đi với bạn thân của em. Bạn thân của em, hôm nay em đi tham gia chương trình với ai? Dạ, em có hai người anh trai kết nghĩa với lại một người bạn thân. Mấy anh với lại bạn em thì với lại người yêu của anh em. Người yêu của anh em? Dạ. Mời gia đình hai bên, nhà trai nhà gái vô trong. Em tên gì? Dạ em tên Lê Thanh Điền chị. Em chơi với này lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi chị. Mấy năm? À, chắc cũng gần 18-20 năm rồi. 18-20 năm là thời hồi xưa ở chuồng tắm mưa luôn hả? Dạ không. Ở chuồng thôi chứ gì? Không dám tắm mưa. Đáng lẽ tắm mưa thôi không dám ở chuồng, ông này ông nói ngược nè. Rồi biết rõ tính cách bạn mình không? Bạn ấy có cái tật xấu gì mà nãy giờ chưa giới thiệu không? Bạn bè thì rất là nhiệt tình chị. Rồi. Hiền lành, nhỏ nhẹ. Hôm nay em thấy cô bạn gái này như thế nào? Dạ rất là hợp. Hợp chỗ nào? Dạ không, hợp với bạn em. Thì biết hợp bạn em rồi nhưng mà hợp chỗ nào? Dạ mỗi người có cái cuộc sống độc thân á chị, nên kết hợp lại với nhau thì nó... Trời ơi đất quốc, mỗi người đã độc thân tao mới lên đây chứ, kết hợp với nhau là hợp đó hả? Dạ. Cắt quyền phát biểu. Ủa sao vậy cưng? Ủa bữa nay đi kiếm chồng mà làm gì dắt theo bốn vệ sĩ đứng dậy nào dám vô? Dạ tại vì em ở xa lên á thì mấy bạn với mấy anh không có yên tâm nên là đi theo. Rồi bây giờ giới thiệu từng người một nè. Em bạn chơi bao lâu rồi? Bạn 4-5 năm. Thân không? Thân. Thân ai nấy lo. Dạ. Phải không? Hôm nay lý do gì đi theo lên đây? Nghe bạn đi theo ủng hộ tinh thần. Rồi em. Dạ em tên Dương. Dương. Anh trai của Ngọc. Anh ruột. Không. Nuôi gì? Nuôi là nuôi sao? Em gái mưa hả? Anh quen nuôi thôi. Anh quen nuôi là sao? Tại ngày xưa em đi học ở Cần Thơ rồi em gặp Ngọc, em quen tới giờ. Có nuôi nó được ngày nào không? Có. Có luôn? Có. Nuôi nào vậy? Nuôi đâu 6-7 năm mà em mới về quê. Ồ vậy hả? Em. Giờ em tên Sơn. Giờ em biết Ngọc cũng lâu rồi. Thì bây giờ em muốn theo để em thứ nhất là động viên tinh thần, thứ hai là cũng như là có vài lời nhận xét cũng như là chia sẻ cho mấy năm rồi. Rồi chơi mấy năm? Dạ cũng lâu á. Bạn hay là anh nuôi? Dạ là bạn. Nãy giới thiệu hai anh nuôi lẫn bạn. Bạn nhưng mà em gọi bằng anh tại vì anh lớn hơn. À. Nhưng mà anh nuôi là anh Dương với lại anh Tú. Rồi anh này là gì? Đấy rồi chứ, em là nuôi luôn. Anh nuôi của Ngọc. Nuôi được mấy năm rồi? Dạ em chơi Ngọc có 7 tỉnh. Trời đất ơi trời, đem theo cái lực lượng chi mà coi bây giờ muốn nhận xét gì, mỗi người cho một câu nhận xét đi. Hôm nay thấy bạn trai này sao? Em xin đại diện thôi, em đại nói diện họ nhà gái. Dạ thì em thấy là anh cũng là cái vẻ ngoài thì cũng khá là ưa nhìn, thì về cả hai thì cũng đẹp đôi nếu như mà đi chung với nhau. Ừ. Thì em chỉ muốn hỏi anh một số chuyện, là em băn khoăn hai vấn đề. Thứ nhất á là do hai người là khoảng cách địa lý hơi bị xa. Ừ. Cái thứ hai á là cái công việc của Ngọc cũng tương đối là dày đặc, thì em không biết là anh có thể dành hết thời gian cho Ngọc. Mà có thời gian đâu mà dành nhiều, người ta có nhiều thời gian mà bên đây bận hết trơn rồi làm sao? Dạ có nghĩa là có thể là mình xoay chuyển, mình sắp xếp sao cho nó hợp lý để có thể nói chuyện với nhau được không? Rồi trả lời đi. Thì như nãy anh nói á, là thời gian gặp mặt á thì cuối tuần anh mới gặp được. Còn bình thường anh vẫn có thể là nhắn tin hay gọi điện thì ok. Thì cái vấn đề đó nó không phải là cái vấn đề chủ chốt, nhưng mà nếu mà sau này ở chung với nhau thì anh sẽ về Cần Thơ với Ngọc
với Ngọc giống như anh nói đúng không ạ? Đúng rồi, thì nói về sống chung thì em nói lên đây cũng được hoặc anh xuống dưới cũng đều được. Dạ, yeah. Như cái vấn đề anh chia sẻ trước đây á, là với vợ trước của anh thì là mẹ của anh không chấp nhận. Thì thí dụ như sau này á, cái vấn đề đó nó xảy ra với Ngọc thì anh sẽ như thế nào? Thì tất nhiên là anh phải cân đối chuyện hai vợ chồng chứ. Hồi trước là đúng là do một phần lỗi anh là giống như 10 chuyện hay 9 chuyện anh đều bên vợ hết. Anh không cần biết đúng sai nào hết, thì anh thường 9 chuyện là anh bên vợ hết. Vậy sao cuối cùng em lại là người chủ động ly hôn? Thì sau này em mới rút kinh nghiệm là em cũng nghe mẹ nói rồi người này người kia nói là mình phải cân đối lại chuyện gia đình chứ lúc... phải lúc nào cũng đứng về phía một bía. À, rồi lúc cân đối lại là đi luôn đó phải không? Dạ. Rồi bây giờ lúc mà cân không được nữa rồi sao ly dị nữa hay sao? Dạ không có gì. Thì tất nhiên em nghĩ một phần là do tính tình, bản tính của mỗi người nữa. Thì em nghĩ cái bạn Ngọc này sẽ hiền hơn sẽ... Nói nhiều khi ta dữ hơn nữa đó. Thấy chơi với trai không nguyên vàng thấy dữ rồi đó. Thấy đô không? Lạng quạng là coi chừng là knock out em luôn á. Dạ không, chuyện đó chắc chắn là em sắp xếp được. Tại em đã có kinh nghiệm rồi. Rồi, đứng lên qua bắt tay bốn anh cái coi. Chứ thôi người ta nói mình nhát. Giao hữu cái coi. Đội hình mạnh quá. Lấy thịt đè người hay gì á cưng. Dạ. Ha. Cảm ơn các bạn. Trời ơi là trời. Tôi lần đầu tiên tôi thấy trong cái chương trình hẹn hò đi kiếm chồng mà còn dắt theo bốn anh nữa. Làm gì mà giống như trấn áp tinh thần người ta. Rồi nói vậy thôi. Quan trọng vẫn là hai bạn. Nãy giờ trò chuyện cũng nhiều rồi. Dạ. Giờ 30 giây cuối cùng dành cho hai đứa mình. Hai đứa mình nhìn thẳng nhau ha. Rồi nói cho nhau hiểu cảm xúc của mình hiện tại như thế nào. Mình đang suy nghĩ điều gì hoặc là mình mong muốn điều gì. Cứ sẵn sàng chia sẻ với đối phương. Đây là cơ hội cuối cùng trước khi ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mời bạn trai. Thưa anh, em cũng hơi hồi hộp chút xíu. Nhưng mà anh cũng muốn nói thêm là anh mong là em hiểu cho cái hoàn cảnh của anh và cho anh cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Thật ra thì em có nhiều anh là bởi vì tính của em thì đôi khi cũng hơi trẻ con, thích gọi là cũng hơi làm nũng với mọi người á. Thì mọi người cứ lo cho em mà mọi người đi theo nhiều. Em không biết là anh có chịu được cái tính trẻ con của em hay không. Thì trong tình cảm thì anh là người rất là chiều chuộng bạn gái và rất là nhẫn nhịn cũng như là nhiều thứ quan tâm khác. Cho nên em cứ yên tâm. Đó là những cái lời chân thành ngay lúc này mình chia sẻ. Còn cái chuyện nè, nhưng mà cũng phải bớt nhậu lại nha. Tôi cảnh báo chưa có con nha. Tướng này là hơi phát tướng rồi nha. Bây giờ ta gọi là đẹp vì đẩy đà, thêm nữa là thành là mập đó nha. Ok, lời khuyên chân thành dành cho chương trình làm đẹp cho phụ nữ. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Tôi thấy cặp đôi này rất là đơn giản, rất là dễ dàng. Đều là những bạn trẻ có những cái suy nghĩ hơi tiến bộ. Cái chuyện có con riêng, có chuyện có đã lập gia đình, đã gãy đổ không quan trọng. Đi làm công việc, chị em phụ nữ ra bên ngoài giao tiếp xã hội không quan trọng. Có 4 năm anh nuôi không quan trọng. Quan trọng là tình yêu mình có đủ lớn hay không, chín chắn hay không. Làm dâu ở rể gì cũng không quan trọng. Quan trọng là tình yêu, nếu có giải quyết được mọi vấn đề, không có thì không thể nào. Không có giải quyết được gì cả. Cho nên bây giờ là giây phút các bạn kiểm tra lại, cảm thấy đối tượng phù hợp để tìm hiểu và muốn tiến tới thì mình bấm nút. Còn không, mình nhẹ nhàng lấy tay ra. Đây là quyết định của các bạn. Tự quyết định và tự chịu trách nhiệm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, hãy đưa ra quyết định của mình. Mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian rất nhanh lẹ. Thôi mời em trai bấm đây đi. Cặp đôi này đặc biệt, hai người hôn nhau một cái làm kỷ niệm. Thứ nhất, wow. Tôi kiểm tra coi ở đây hôn mà tôi nhìn mặt bốn anh nuôi phía dưới coi có anh nào bừng bừng gì không nha. 1, 2, 3 hôn nhau. Chứ tôi cũng nghi bốn anh nuôi đó lắm à. Đây, Cát Tường xin gửi tặng em gái một món quà để làm đẹp cùng với chương trình nha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Gửi tặng hai bạn chiếc vé xem phim nhân nhỏ em chết cha, có hai vé đi hai người thôi nha, bốn anh kia. Bỏ rạp Cinebox 212 lít 9 tháng. Hy vọng rằng là sẽ dành hai bạn dành nhiều thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn nha. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn chị. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi một tập ghi hình rất là gây cấn hôm nay. Bốn anh chàng kia bước vô mồ hôi tôi toát ra hết quý vị. Nhưng mà cuối cùng họ vẫn cười tươi khi cặp đôi này hôn nhau. Và chúng ta đều cùng nhau chúc phúc cho cặp đôi này sớm báo tin vui cho chương trình. Cảm ơn nhãn hàng son
Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ thì Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt quý vị nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào thời gian rất là quen thuộc, 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Dạ, và bây giờ thì Cát Tường xin mời quý vị khán giả hãy hướng mắt lên sân khấu để chào đón hai nhân vật nam của ngày hôm nay. Rồi, em nào màu đỏ thì về màu đỏ, màu xanh thì vào màu xanh. Rồi, chào hai em, ngồi xuống đi cưng. Rồi bây giờ mời hai bạn nữ. Wow. Rồi, tất cả đã vào vị trí của mình rồi. Bây giờ chị Tường sẽ mời chàng trai ngồi ở chiếc ghế màu đỏ hãy giới thiệu trước nha. Em tên là gì? Dạ, em chào chương trình, chào hai chị MC, chào hai bạn gái kế bên, chào khán giả trong trường quay. Em xin giới thiệu, em là Nguyễn Tuấn Anh, năm nay em 34 tuổi, em đến từ Nam Định, hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì em nói làm gì? Em làm bên quản lý cơ điện. À, làm điện ở thành phố Hồ Chí Minh. À, đang hơi hồi hộp ha, hít thở sâu vô. Rồi, là em sinh năm 87 hả cơ? Dạ vâng, em sinh năm 87 ạ. Wow, trời, nhưng mà nhìn trẻ ghê. Rồi bây giờ các bạn nữ ghế màu đỏ nè, em hãy tự giới thiệu về mình đi. Dạ em xin chào anh và em xin chào chị Cát Tường. Em tên là Vũ Thu Hương và năm nay em sinh năm 1992 và quê em ở Quảng Ngãi. Công việc hiện tại của em là streamer game và kinh doanh và em cũng có là leader và agency. Wow. Cho những cái thương hiệu nổi tiếng. Em ở đây ở đâu? Dạ em ở bên quận 4 ạ. Ở quận 4. Dạ, là hiện giờ là em ở với gia đình hay là dạ, đã không? Dạ em ở một mình ạ. Hiện tại thì gia đình em ở Quảng Ngãi, ba mẹ em đều ở Quảng Ngãi hết và em đang ở trong đây một mình. Chào chàng trai cái màu xanh, em giới thiệu đi, em tên gì? Em chào chị Cát Tường, em chào anh Hướng Đạt, chào hai bạn nữ bên kia và chào toàn bộ khán giả. Chào em. Em xin tự giới thiệu, em tên là Dương, em năm nay 31 tuổi, em quê Hải Phòng. Em vào Sài Gòn làm việc thì cũng đã được 2 năm. Hiện tại thì em đang làm phiên dịch tiếng Anh và tiếng Nhật cho một công ty IT của Mỹ ở quận 1. Wow. Em đang đang thuê phòng ở Phú Nhuận. À rồi, cho chị hỏi luôn, vào đây 2 năm em là học ngành gì mà bây giờ mình vừa thông dịch mà vừa tiếng Anh vừa tiếng Nhật? Em học thì khá là nhiều. Chuyên ngành đại học của em thì em học đại học Hải Phòng và học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Sau đó thì em qua Nhật 2 năm học tiếng Nhật. Sau đó thì em về Hà Nội em làm 2 năm thì ở Hà Nội, xong sau đó em lại sang tiếp Canada và học 2 năm ở bên Canada. Hồi đấy sang Canada với mục đích là học xong thì tìm đường để cửa lại. Nhưng mà thấy cuộc sống bên đấy sống mình cháo về lại. Bây giờ vậy tiếng Anh với tiếng Nhật là cái tiếng nào thì là em là coi như giỏi hơn? Em phải nói là tiếng Anh giỏi hơn vì thứ nhất là em học tiếng Anh khá là nhiều. Mời em chào khán giả giới thiệu về mình một câu bằng tiếng Nhật. Mina san konnichiwa. Watashi Zun to moshimasu. Kotoshi 30歳 desu. 出身はハイフォンです。今ホーチミン市で、アメリカ の, IT 企業で通訳者を仕事をしています。はい、よろしくお願いします。わあ、rất là quen thuộc, lưu loát quá vậy. Ngon á, như tôi giới thiệu vậy là biết bên đây của tôi là ngon lành nha. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt George 2-in-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-in-1 giặt và xả tất cả trong một. Nay đã có nước giặt xả Joy 2-in-1 mới. Thì bây giờ đây cô gái ngồi ghế màu xanh, em giới thiệu về mình đi. Em xin phép chào cô Cát Tường. Chào cô Cát Tường. Chào anh Hướng Minh Đạt. Chào hai anh trai bên đó. Em tên là Hồng Hân. Hồng Hân. Dạ, tên đầy đủ là Lý Hồng Hân. Em sinh năm 1998. Vừa rồi thì em vừa tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Em học hai ngành là quản trị kinh doanh và luật. Nhà em thì hiện tại là em đang sinh sống cùng với bố mẹ ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi hỏi luôn đi, điểm mạnh điểm yếu của Hân là gì nè? Điểm mạnh điểm yếu luôn nè. Dạ, điểm mạnh của em thì em là một người gọi là khá độc lập, khá tự lập ở trong cuộc sống như công việc của mình. Ngoài ra thì em là một người rất là nhanh thích ứng với lại môi trường. Có thay đổi thì em cũng có thể thích ứng được. Với lại em được nhận xét là một người khá là hòa đồng và dễ gần. Cũng có một chút hài hước. Dạ, điểm yếu của em thì em là một người khá hơi não cá vàng một xíu. Nên là kiểu hay quên á. Lâu lâu ví dụ như vừa mới để cái chìa khóa trên bàn thì em lại quên, em để cái chìa khóa đâu mất tiêu rồi. Sở thích của em là gì hơn? Dạ em thì em thích
rất là thích nghe nhạc, anh thích nhảy nhót, ca hát. Wow. Nhưng mà nói chung thì cao không được hay. Giống như anh bên này nãy chị hỏi anh tiếng Anh với tiếng Nhật, ảnh rành tiếng nào hơn? Anh nói anh rành tiếng Anh, chị mời ảnh giới thiệu bằng tiếng Nhật. Nói qua, em nói luôn. Em không có hát không hay, giờ chị mời em hát. Hát. Không mà tại em thích hát mà. Dạ. Dạ vậy em xin phép hát một bài hát cũng khá là quen thuộc với mọi người. Dạ em xin phép hát một phần của bài Lâu Đài Tình Ái. Dạ. Anh ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian. Em đưa anh vào bằng tiếng Hàn, chắp đôi cánh nhung thiên thần. Anh ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tinh cầu xa. Cho nên cho dù nghìn năm qua con vẫn vương đôi phồn hoa. Oh. Em xin hát. Dễ rồi. Là chưa nửa câu sau cho bạn Nam hát hả? Là Dương hát được không Dương? Em hát tạm tạm thôi. Làm luôn đi, làm khúc luôn, đáp lại cổ chứ. Em thích hát bài Buồn của Duy Khánh. Buồn hả? Ôi trời, ta đang xây lâu đài tình ái, ổng buồn. Rồi buồn luôn. Rồi. Từng hạt mưa rơi rơi bên hiên, anh ngồi ôm nhớ thương. Lời em nói trước lúc tạ từ, rằng em sẽ ra đi để anh khổ đau muôn đời. Con tim em sao rời tình anh. Giá như mình đừng gặp gỡ chắc không thế này, thì đôi ta ai cũng đi một đường riêng. Để bây giờ người thay đổi bước đi theo ai, giờ níu kéo cũng chẳng còn chi hỡi em. Hai. Ủa? Giọng cao rồi ngon lành ha. Rồi giờ vô điểm mạnh điểm yếu nè. Dương có điểm mạnh điểm yếu gì Dương? Em điểm mạnh thì em là một người rất là vui tính, hài hước. Và trong tình yêu thì khá là lãng mạn. Và em có thể nấu ăn được. Còn điểm yếu thì về tính cách thì cũng, em thấy cũng không có nhiều lắm. Trong tình yêu thì đôi khi hơi vô tâm một chút. Em thấy điểm yếu lớn nhất của em là hiện tại trong tay chưa có gì cả, tay trắng. Tới giờ này vẫn tay trắng như vậy thì bao nhiêu năm mà đi học rồi đi Nhật, đi Canada rồi đó là tiền ai lo? Em lo hết. À có nghĩa là cũng có vừa làm vừa lo nhưng mà đủ trang trải, đủ đi rồi tùm lum vậy thôi chứ không có dư thôi đúng không? Là đúng. Không có vậy là cũng bản lĩnh chứ, tự lo cho mình. Quay qua chàng trai Tuấn Anh của tôi nè, quay lại chàng trai ở ghế màu đỏ nha. Tuấn Anh ơi, điểm mạnh điểm yếu của em là như thế nào? Điểm mạnh em thì em thấy là em là người tự lập, biết chia sẻ nhiều điều với mọi người, biết làm được những công việc trong gia đình, biết nấu ăn và hòa đồng với mọi người. Còn điểm yếu? Điểm yếu của em là em không thức khuya được nhiều. À, thường mấy giờ là em ngủ? Tôi nhớ là em thức khuya khoảng một ngày đó là em xuất ký rất chỉ nhanh. À, nhưng mà bây giờ bình thường là mấy giờ là em ngủ? Cái bình thường thì phải tầm 10 rưỡi đến 11 giờ là em ngủ. Rồi bây giờ chị hỏi luôn nè, đó bây giờ là định có dự kiến là ở trong này lập nghiệp luôn hay là về quê? Trước khi em đi vào trong Sài Gòn này, em xác định là em vào trong này để em lập nghiệp. Rồi, bây giờ mình có khá hơn bạn Dương bên này không? Em ở Biên Hòa thì thực ra thì em có dự kiến là làm nhà ở khu vực đấy rồi. Có dự kiến rồi, vậy là có sự chuẩn bị rồi phải không? Ổn ổn rồi phải không? Để dành được tới đâu rồi? Được cái móng hay được cái nhà hay được cái gì rồi? Nếu mà tìm được bạn gái đi đến hôn nhân thì em sẽ dự kiến là xây nhà. Wow, vậy là mọi thứ chuẩn bị hết rồi. Có vợ là xây nhà luôn nha. Bây giờ người ta có đất nền rồi thì bây giờ mình nãy nói điểm mạnh điểm yếu của mình nè, mình có gì nè? Dạ về điểm mạnh của em á thì em là một người tự lập từ nhỏ rồi, dường như là từ lúc 14 tuổi là em đã đi ra đường và kiếm tiền, và công việc đầu tiên của em đó là đi làm cô sinh. Và giúp em, việc. Dạ đúng rồi. Thời gian đó làm giúp việc là mua sinh để kiếm tiền. Và em cũng đi làm công nhân, nói chung là em làm rất là nhiều việc từ hai bàn tay trắng. Và điểm mạnh của em đó là em nấu ăn cực kỳ ngon. Và em cũng rất là khéo tay trong mấy cái việc mà trang trí là nấu nướng. Và lại là em là cung sử nữ nên dường như là tính của em thì có một chút cầu toàn và hơi kỹ tính. Nhưng mà em không có tính lắm đâu. Wow, một cô gái nghe giới thiệu rất là ấn tượng ha. Làm quá cho việc mà bắt đầu giỏi giang, làm ô xin. Tự lập rất sớm. Dạ. Và bây giờ thì kinh tế của em thì cũng rất là vững. Em nói chung là cũng rất là tự tin và tự hào về bản thân mình đã vượt qua rất là nhiều thứ. Và thu nhập của em thì bây giờ tới thời điểm hiện tại thì 100 triệu trở lên trong một tháng. Đạt té ghế rồi. Làm streamer mà đâu phải vừa.
Dạ, chúc mừng cho Hương nha. Cái ngày tháng mà mình khổ mình cũng qua rồi hả Hương ha. Dạ vâng ạ. Mình hưởng thụ hả cưng ha. Không mà nãy cũng mới rồi nói nhưng mà em cũng có rất nhiều điểm yếu. Đâu đây anh nghe phải điểm yếu không? Dạ điểm yếu của em thì em cũng giống như bé em đây thì em cũng có một chút hay quên ảo cái vàng á. À, chứ em nghĩ là đáng chắc trí. Là dạ đúng rồi đáng chắc là lớn tuổi quá là sao tuổi quá là sao. Ừ. Em có một chút là tính em hay nóng mà em bởi vì đó là lý do vậy em cần có một người đàn ông bên cạnh em mà người ta tính trầm hơn và có thể là điềm tĩnh hơn và để kìm được cái tính. À, độ tuổi này anh thiết nghĩ là độ tuổi lập gia đình là đẹp nhất trên đời. Vậy đúng đang tò mò cái tình trường của em luôn đó Hương. À, dạ. Mình trải qua mấy mối tình rồi em? À, em trải qua đúng một mối tình năm 22 tuổi và cho tới giờ là 7 năm rồi em không quen ai cả. Mối tình nó kéo dài bao nhiêu lâu? Chỉ kéo dài 1-2-3 tháng vậy thôi à. Ủa? Ủa sao vội vậy? Ủa là cái mối tình đó mình quen từ hồi mình là 22 tuổi mà quen được có mấy tháng thôi hả? Và sao? À, lý do? Nói chung cứ mỗi lần nhắc tới chuyện này thì em không kìm được cảm xúc. Nào em chia sẻ chị nghe thôi. À, tại vì lúc đó em cũng là một người nổi trên mạng á, hot girl á. Thì cũng nổi tiếng rồi nhiều bạn cũng theo đuổi lắm nhưng em không chịu, em hơi kén. Cũng chảnh, nói chung là như vậy, con gái mà. Em lúc đó cũng mê trai đẹp. Bạn đó biết em còn con gái á. Nên bạn đó nói chung là lấy đi rồi xong bạn đó bỏ đi. Lúc đó em mới biết là bạn đó có người yêu rồi, bạn đó chỉ lừa em thôi. Là từ đó là em mất niềm tin vào đàn ông tới giờ. Chị thấy đâu có gì đâu mà để 7 năm trời mình không có mở lòng ra với một người nào khác. Tại vì em là xung quanh em chắc chắn là nhiều người đeo đuổi lắm. Dạ tại vì thật sự là cái ngoại hình của em á, em là các lối sống của em là sống theo kiểu nước ngoài. Mặc dù là em là một người không có hư nha, em là người rất là sống theo kiểu có ngôi ngô hạnh á, nhưng mà em có ngoại hình của em là thích cái style sexy. Đây em nghĩ đó là lý do những cái chàng trai mà nhìn ngó tới em là người ta chỉ muốn là muốn cái gì đó thanh sát em thôi. Chị hiểu cái này thì chị hiểu rất là rõ luôn cảm xúc của phụ nữ. Thật ra là cái style ăn mặc nó không đánh giá được cái tính cách hay là cái đạo đức gì của con người hết. Nó là cái sở thích thôi. Em diễn tả cái mẫu người em mong muốn đây nè, chị coi. Thì thật em đi. Cũng thích người đàn ông mình nói chung có ngoại hình một tí. Vẫn mê trai đẹp em ha. Vẫn mê trai đẹp em ha. Ờ, không cái gu mà. Rồi, đó tiếp là... tiếp gì nữa nè. Gu có gu ăn mặc ạ. Cao ráo một tí tại vì em hơi bé con nên em cũng thích một người nào cao để che chở cho em có cảm giác như vậy. Và biết suy nghĩ chín chắn. Về kinh tế thì em mong người đó cũng phải ổn định. Tại vì em thì chưa bao giờ dựa vào đàn ông cả. Tất cả từ xưa đến giờ là em tự tin là hai bàn tay của em tự lập và chưa bao giờ em dựa vào người một người đàn ông nào cả. Nhưng mà khi mà em quen một người hay là sau này cứ kết hôn đi thì em cũng cần người đàn ông nó cũng phải có kinh tế ổn định. Tại vì sau này còn có con cái lo nhiều thứ lắm. Đúng rồi. Đó thì em suy nghĩ nói chung em nói hơi xa. Nhưng mà nếu mà chàng trai đó không bằng em đi thì em cũng sẽ biết cách cư xử như thế nào đó. Tại vì xưa em cũng có quen tìm hiểu một bạn cũng làm một tháng có 7-8 triệu à. Nhưng mà em vẫn quen. Đặc biệt là con nít của anh. Tại vì bạn nó nhỏ em cả chục tuổi lận. Vâng. Và em quan trọng là nếu mà không cho được vật chất thì ít nhất phải cho được tình cảm, sự chân thành. Em thì là về cái cảm nhận, về cái sự quan tâm. Tại vì em là cái gu thích lãng mạn. Những cái nhỏ nhỏ thôi, sự quan tâm từng chút nhỏ cũng sẽ làm em cảm động. Tại vì thật sự là em bị lâu rồi không có bồ á, nên em cũng bị thiếu thốn tình cảm mà mọi người. Rồi nói chung là cũng thích trai đẹp, phụ nữ có điều kiện. Ai cũng thích có gì đó lãng mạn, lãng nhàng trong tình yêu một chút. Thì không biết là nãy giờ Tuấn Anh nghe những chia sẻ của em gái ngồi ghế đỏ bên kia thì Tuấn Anh có cái suy nghĩ như thế nào về câu chuyện của bạn ấy? Em thấy bạn gái ghế đỏ thì bạn là người mạnh mẽ. Chắc là bên ngoài thôi ạ. Tại vì bạn cũng giống như em là có tính tự lập. Mạnh mẽ nhưng mà yếu đuối thì tình cảm lắm nha, mới khóc quá trời kìa. Rồi vậy còn tình trường của em thì như thế nào Tuấn Anh? Em yêu 3 mối tình. Mối tình thứ nhất thì thời sinh viên. Em yêu được 2 năm. Thời sinh viên thì chỉ là yêu mưa rào thôi. Mối tình thứ hai của em là cũng yêu được khoảng tầm gần 2 năm. Em và bạn nữ đấy có một số điểm không hài hòa với nhau. Chẳng hạn như là bạn gái đấy thì hay đi chơi quá khuya. Mình lại là ngủ sớm. Em thì không phải là ngủ sớm mà tính em thì em có chừng mực. Còn mối tình thứ ba thì em và bạn gái đấy yêu được hơi 2 năm. Đây cũng dài chứ, 3 mối, mỗi mối 2 năm. Khi em vào trong Sài Gòn này lậm nhậm thì bạn gái đấy do khoảng cách giữa hai người không đi đến được, không nhận. Rồi vậy thì bây giờ em mong muốn tìm một cái người bạn gái như thế nào? Em mong muốn là người bạn gái của em là biết chia sẻ với em. Bạn gái là người truyền thống và hiện đại.
truyền thống và hiện đại khó hả? Truyền thống hai cái đối lập nhau, hai cái đối lập nhau. Về trong gia đình thì người bạn nữ đấy thì đảm đang về chia sẻ với em trong chuyện gia đình, nấu ăn này, phải chăm sóc bên kia nấu ăn ngon, giỏi. Chăm sóc về con cái. Rồi. Dạ. Còn hiện đại. Và hiện đại thì bạn nữ đấy thì ra ngoài thì có thể là sexy này. Hoặc là sao diễn tả giống như diễn tả cô gái bệnh quá vậy ta? Sexy một chút này. Sexy một chút. Và ngoại giao thì có thể năng động hơn. Dạ. Rồi bây giờ qua tình trường của Dương. Đó. Tình trường của Dương sao nè? Tình trường của em thì có hai mối tình chính thức. Một cái chính thức đầu tiên đấy là vào hồi em năm học đại học năm 2. Thời gian mà quen nhau thì là được khoảng tầm 5 rưỡi, nhưng mà thời gian yêu nhau chỉ được có 2-3 tháng thôi. Sau đấy thì bạn ấy kiểu như là bạn ấy quay lại với người yêu cũ. Trời, sao đang quen với em quay lại người yêu cũ? Em thấy là trong tình yêu thì duyên phận nó quyết định, nên là khi một người ta đã không muốn tiếp tục với mình thì mình cũng cố gắng. Nhưng mà lúc đó em có bị sốc không? Có chứ, sốc cũng có. Lúc đó em trả lời cổ như thế nào? Thôi hả? Em không nói gì cả. Sau cái đợt mà bạn ấy nói như thế nhưng bọn em vẫn tiếp tục mối quan hệ cho đến 1.5 năm sau. Trời ơi. Đúng rồi. Vậy là đi song song cả hai hả? Song song cả hai luôn. Sao em rảnh vậy? Sao em rảnh vậy? Vì em sinh viên mà. Sinh viên rất là rảnh. Cuối cùng là em dứt trước hay là bạn trai kia dứt trước? Cuối cùng thì em dứt trước, bởi vì sau đó đấy là em kết thúc 4 năm đại học và em sang bên Nhật. Thì bạn ấy cũng theo em sang bên Nhật luôn. Ủa vậy hả? Hoặc trừng tiếng bên Nhật luôn. Ủa? Cơ hội quá trời mà sao kỳ ta? Nhưng mà đi là hẹn hò đi chung đó hả? Hay là mạnh ai nấy đi? Không phải, lúc sau đấy thì em có một cách em làm bạn ấy yêu lại em. Em đã xài tiệt kiêu gì nè, em kể lại cái đó coi. Nói tiệt kiêu, tiệt kiêu trả thù. Tiệt kiêu gì đó, tiệt kiêu gì đó, trả thù phải không? Sau lúc đấy ấy, thì em cũng rất là đau khổ và em kiểu như là quyết chí phục thù, cũng hơi xến quyết chí phục thù như chị nói. Đó, tôn trọng tâm lý lắm. Đến một thời gian em cảm thấy chán, em không còn muốn tiếp tục mối quan hệ lằng nhằng với bạn ấy, xong rồi với người cũ bạn ấy nữa. Nên là em quyết định tinh thần là thôi, chúc hai người đó hạnh phúc. Nhưng khi em đưa ra quyết nhưng định khi, là khi bạn ấy cảm nhận được cái điều đấy từ em đó, thì bạn ấy lại phụ nữ chị cũng đành quay lại, bạn ấy lại không không thể nào giúp được em. Đúng rồi. Và bây giờ hiện giờ nè, em đã dứt khoát thẳng với lại cô đó rồi đúng không? Đó, mối chuyện đầu đó rồi, lâu rồi, từ năm 2013 đến giờ là 7 năm rồi. Rồi mối tình sau như thế nào? Mối tình sau thì là bạn này học cùng lớp tiếng Nhật với em. Bạn ấy kém em 7 tuổi. Yêu nhau khoảng được bao lâu? Cũng 1.5 năm thì bạn ấy thì đã quen người khác. Và bạn ấy quyết định chia tay em. Nói chung là thân phận cũng bọt bèo ha. Không sao, cũng đau khổ ngày ha. Ngày hôm nay nhiều khi sẽ là một ngày tươi sáng của em. Mà nãy giờ không biết là Hân nghe hai câu chuyện tình của em, anh Dương, là Hân thấy sao Hân? Dạ, em thấy có một sự trùng hợp nhẹ nhẹ. Hả? Trùng hợp như thế nào? Cái mối tình mà nó khiến cho em cảm thấy là kiểu mình nghĩ nhiều về nó nhất là cũng vào cái năm em học năm 2. Giống nhau hai. Thì em đi mùa hè xanh và em quen một anh. Quen nhau cũng được khoảng gần 2 năm. Wow. Dạ, thì cũng bắt đầu là xảy ra những cái xích mích, đặc biệt là trong cái lúc mà khoảng dịch á, xa cách đó là mình cũng hay xa mặt cách lòng. Dạ. Không có gặp nhau. Vậy là cũng mới đây thôi, dịch thì cũng mới đây thôi đúng không? Dạ, thì tụi em cũng đã dứt khoát từ hồi khoảng tháng 6 năm 2021. Dứt khoát là lý do gì? Dạ, tại vì là kiểu anh cũng là còn là sinh viên thì anh cũng chưa có gì trong tay hết. Nhưng mà em vẫn nói với anh là thì đến qua hết cái thời sinh viên thì mình cứ cố gắng, mình sẽ tạo nên được những cái thành công trong tương lai. Nhưng mà kiểu những cái gọi là tư tưởng đó thì ảnh đặt nặng sự nghiệp, và ảnh khi mà ảnh nặng sự nghiệp thì ảnh không muốn là nghĩ tới chuyện là hai đứa sẽ lâu dài thôi. Nói chung là bây giờ là không có cùng chung chí hướng nữa. Dạ, ảnh lo rồi. Đi làm ăn luôn. Dạ. Đúng không? Ta hai muốn kiếm rồi. Một người như thế nào nè? Mẫu người của em như thế nào? Dạ, về ngoại hình thì em tại vì em cũng khá thấp nên là em cũng mong kiếm được một người yêu em cao tầm khoảng 1m7 là được. Về tính cách thì em cũng muốn một người con trai khá là khiêm tốn. Ngoài ra thì ảnh cũng phải gọi là người có chí hướng trong công việc. Có thể bây giờ anh chưa có gì nhưng mà anh phải có định hướng cho tương lai của mình chứ anh không được bỏ lơ. Hôm nay bốn bạn đều kiểu nó có những cái điểm chung này, nó cũng có những cái điểm chung kia, nó còn bù quá đắp lại. Thế bây giờ thì Tường muốn hỏi ý kiến người thân, tại vì hôm nay là bên nhà trai thì Tường không thấy ai, nhưng mà nhà gái có một cô. Bây giờ em là đi theo ai đây, em tên gì cưng? Dạ, em chào anh Minh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường. Em tên Huyền ạ. Em là bạn của bạn Hân ạ. Bạn của Hân.
À, em sẽ nói về bạn một chút, đó là bạn em có nghĩa là có những cái suy nghĩ là chín chắn một chút xíu. Năm nay là em thấy là bên hai anh này thì anh Dương có lẽ sẽ hợp với bạn một chút. Hợp về cái điểm gì? Có nghĩa là bạn em cũng mới ra trường thì anh này cũng chưa có gì hết. Có nghĩa là nếu mà hai người nếu mà được với nhau thì cùng một chí hướng thì sẽ là về sau này tương lai nó sẽ ổn định và tốt hơn. Trời, đúng anh Dương. Tôi thích những người mà nhận xét mà nó rõ ràng, nó mạch lạc đó. Bây giờ mở cửa luôn đi cho hai bên trò chuyện với nhau luôn đúng không chị? Còn gì nữa bây giờ? Mở cửa trái tim. Mẫn gì mẫn đi. Em chào anh. Cảm nhận về cảm nhận của em thì dường như khi mà chưa mở ra ấy, thì nghe hai anh cả anh Vinh ghế xanh và ghế đỏ thì nói chuyện cũng đều rất là chín chắn. Và nếu ngoại hình thì chắc là cũng đều là ok hết rồi đấy. Cũng là hợp lý phải không? Dạ, vui phải không? Dạ. Còn em, cảm xúc đầu tiên của mình như thế nào? Cảm xúc em thấy bạn nữ ghế đỏ thấy bệnh y. Baby. Đó. Đã tới lúc mình thể hiện. Vỗ tay, vỗ tay. Một bạn này đối với anh rất chi ý nghĩa. Anh muốn gửi đến em là thời gian của anh rất chi là quý giá. Và anh mong muốn là một người bạn gái đi với anh đi đến hôn nhân theo thời gian bền lâu. Wow. Em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng. Đây là một cái viết em rất thân chọn và em cũng mong là nếu mà mình đến được với nhau thì mình phải dùng cái viết này mà viết lên chuyện tình của hai mình. Hay quá. Đeo đồng hồ luôn đi cưng. Không đi, không có gì đâu hết. Đừng rớt á. Bình tĩnh lại. Cứ là thôi. Chúc mừng cho màn chào gặp mặt của hai bạn. Rồi tới em. Wow, nó thật là trùng hợp, điều nó là màu đỏ. Ồ vậy hả? Wow. Có vẻ đây là định mệnh. Nay ngồi ghế màu đỏ luôn. Wow. Rồi. Cảm ơn. Quá tuyệt vời. Màu đỏ với em mang ý nghĩa rất chi là may mắn. À màu đỏ. Cho nên em muốn tặng cho bạn nữ. Được rồi. Một màn chào đầu rất là ấn tượng ha. Rồi cặp đôi này. Trời ơi. Mạnh tay vậy. Anh hôm nay thì đến đây thì chỉ có món quà nhỏ đấy là cái gương trang điểm thôi. Thì anh hy vọng là mỗi lần em mở chiếc gương trang điểm đấy ra sẽ thấy hình bóng của bạn gái trong đó. Dạ. Chứ không phải hình bóng của anh. Bây giờ thì có cái gì vậy? Có cái hình là em trọng không? Đó, một mặt là cái gương, một mặt là mặt em. Mở ra thấy em luôn. Không, bạn ấy mở ra sẽ thấy hình ảnh của bạn gái em trong đó. Ôi ấy ví dụ như anh nhìn là có được làm bạn gái em luôn không? Gớm quá, trả cho người ta coi. Hái mà tự nhiên có cái chiêu trộn cái này nhìn đổ luôn á trời. Nhìn vô thấy bạn gái anh đó chồng. Đó. Trời ơi, những chiêu mà cua gái như này hay quá. Em à, em hãy gọi anh là thùng rác bởi vì gặp anh là em phải đổ. Em hãy gọi anh là thùng rác bởi vì gặp anh là em phải đổ. Đó, dạng gì? Sao em, cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Dạ, em hơi run. Tại vì thường thì em được mệnh danh là nữ hoàng thả thính trong trường. Bây giờ tự nhiên em được thả thính như vậy. Em hơi bị... Nhưng cái chiêu sao thả thính này dính không? Ghê thiệt. Ngon ha. Ghê thiệt. Ngon ha. Ghê thiệt. Ghê thiệt. Vui rồi, vui rồi. Em có tặng quà gì không? Dạ, đầu tiên thì em cũng cảm ơn món quà của anh. Em có khá là nhiều lần muốn mua gương trang điểm nhỏ nhỏ như thế này nhưng mà chưa bao giờ mua hết. Và em nghĩ là lại có sự vô tình khi mà anh tặng chiếc gương trang điểm như thế này. Và mai mốt thì em đi đâu em cũng sẽ mang theo. Trời ơi, giật mất ly thân rồi. Dạ. Em đến chương trình thì em cũng có một món quà nhỏ nhỏ muốn gửi tới cả chị Cát Tường, anh Hữu Minh Đẹp với lại cả ba người cùng tham dự luôn ạ. Ủa vậy hả? Hay quá. Em thật là chu đáo. Đó. Cảm ơn em, cảm ơn. Ta có để riêng màu đàng hoàng đó. Trời ơi, trời ơi. Cái này là của... Cảm ơn chị em. Chị hả? Dạ. Rồi, chị cảm ơn em. Riêng với hai anh nam thì ekip chương trình có chuẩn bị cho em hai cái dĩa với lại muỗng á. Để cho mọi người có thể thử luôn tại chỗ. Ở đây em làm hay gì? Dạ, cái này thì là pate em có... Cái này là chủ yếu là mẹ em và em thì có phụ mẹ. À, em có phụ mẹ phải không? Rồi, mở nắp ra đi em. Thử cho cổ miếng đi. Trời ơi, hấp dẫn quá, cô chu đáo ghê ha. Em chuẩn bị món quà này là để muốn nói với lại chàng trai nào nếu mà chọn em á thì tương lai về nhà sẽ không có lo là thiếu đồ ăn ngon đâu. Bởi vì mặc dù em nấu không được ngon bằng mẹ em nhưng mà mẹ em thì nấu ăn cực kỳ ngon. Mẹ là con rể đó phải không?
nấu cho con rể ăn đúng không? Sao? Ba tay gan của mẹ nấu như thế nào? À, rất là giống vị của mẹ vợ tương lai em đúng không? À, rất là giống vị của mẹ vợ tương lai em đúng không? Trời ơi, tôi dưới khán giả sao mà vỗ tay dữ vậy? Sao cơ? Dính thính nhiều quá. Thính quá trời em thính. Em thấy là mùi vị ba kê tê rất đậm đà. Wow. Rồi, cảm ơn món quà của em nha. Rồi bây giờ chúng ta trò chuyện với nhau một chút xíu. Bây giờ hai em gái ưu tiên nè, hai em có muốn hỏi gì hai anh Tuấn Anh với anh Dương ngày hôm nay không? Em hỏi anh nói đỡ trước là ví dụ mà sau này có quen nhau á, em cũng rất là thích bạn nam cũng biết nấu ăn. Mặc dù em nấu rất ngon, em nấu rất là ngon và rất là khéo, nhưng mà em muốn làm cái gì cũng phải hai người cùng làm. Tại vì trước đó thì em có tìm hiểu hai bạn nam và em cái gì em cũng nấu ăn lo cho người ta từng ly từng tí. Cái cảm giác như là em chu đáo quá, em chăm sóc người ta quá, khiến người ta lại cảm giác là cô gái này mình đã chinh phục được rồi, người ta không hứng thú với bạn, không có tôn trọng nữa. Em như thế nào? Với em thì phụ nữ sinh ra là để yêu thương, được chăm sóc và chia sẻ, điều đó là hạnh phúc đối với anh. Nhưng mà sau lần này là em cảm thấy em rút kinh nghiệm lắm ạ, em phải giữ lại một tí. Bớt lại cơ. Dạ. Đúng rồi. Em mới nói là em nếu mà làm cái gì thì em cần cả hai cùng làm. Đúng. Ví dụ như anh không nấu ăn được thì em nấu, anh lặt rau. Nói chung làm cái gì cùng làm nó sẽ cùng bền hơn. Cái điều đó anh nghĩ là anh làm được, chắc chắn anh sẽ làm được. Điều đó là bình thường của anh thôi. À, bình thường, ý đó là điều bình thường. Còn em muốn hỏi bạn nam Dương. Dạ. Thành em có nghe anh tâm sự là sau có mối tình kia anh kéo phường nó lập kế hoạch phục thù. Đúng rồi. Em cảm thấy rất là sợ. Thì em có một cách, em làm bạn ấy yêu lại em. Quyết chí phục thù. Hơi sến quyết chí phục thù như chị nói. Đó. Đến một thời gian em cảm thấy chán, em không còn muốn tiếp tục mối quan hệ lằng nhằng với bạn ấy, xong rồi với người của bạn ấy nữa. Quyết định tinh thần là thôi, chúc hai người đó hạnh phúc. Nhưng khi em đưa ra quyết nhưng định khi, là khi bạn ấy cảm nhận được cái điều đấy từ em đó, thì bạn ấy lại phụ nữ chị cũng đành quay lại, bạn ấy lại không dạ. Không thể nào giúp được em. Đúng rồi. Có khi nào sau này mà ví dụ quen xong cái có chuyện gì đó rồi anh có như vậy lại không? Thì nếu như mà em vẫn hại anh nữa thì anh vẫn sẽ phục thù em thôi. Nếu như em đã ai vậy? Em đã ai? Mà em suy nghĩ là mình nên bao dung trong tình cảm một tí. Nếu mà cái gì mà không xứng đáng với mình thì mình buông bỏ. Không cần phải như vậy là mình khổ mình thôi. Không, nếu như đã anh và em tiếp tục bắt cả hai tay anh chắc chắn là em không phải là người cô gái như vậy. Đó. Bảo đảm. Thế thì anh cũng sẽ không làm như thế với em. Ok. Song phẳng trong tình yêu ha, rõ ràng ha. Rõ ràng. Rồi, mời em gái hỏi gì cơ? Em thì muốn hỏi hai anh là có anh nào có tính gia trưởng không ạ? Anh thì anh tư tưởng của anh là khá là phương Tây, mặc dù anh là con trưởng thật nhưng tư tưởng của anh khá là phương Tây thoải mái, nên là anh rất là trân trọng người khác chứ không bắt người khác phải nghe theo ý mình, nên là câu trả lời của anh là không, anh không gia trưởng. Còn anh thì anh xin trả lời em, anh có một chút thôi, tại vì anh là cha người Bắc. Thẳng thắn. Tôi tính nói anh là có, anh nói luôn. Thẳng thắn và thật thà. Rồi hai chàng trai có gì muốn hỏi hai cô gái không? Dương. Em muốn hỏi hai bạn nữ là điều gì khiến hai em thích thú trong tình yêu và trong cuộc sống thì hai em có châm ngôn gì không? Thì em cũng có một cái quan điểm giống với chị Hương là em thích thú là cả hai có những cái cùng nhau làm ấy. Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi chơi, cùng nhau đọc sách hay là cùng nhau với là nó có những cái sự cùng nhau. Em có châm ngôn gì trong cuộc sống không? Châm ngôn trong cuộc sống của em thì em cũng hay thay đổi châm ngôn theo từng khoảng giai đoạn luôn. Thì châm ngôn hiện tại của em đó là chi nhân chi diện bất chi tâm. Nã hổ họa bì nan họa cốt. Dạ. Rồi em gái, em có thể nói về ý của mình. Dạ, trong tình yêu thì thật sự thì em cũng chưa trải gì tình yêu nhiều, nên cũng không biết là tình yêu sẽ đẹp như thế nào. Cũng một thời gian rồi, cũng nhiều khi cảm thấy cuộc sống nó rất là ổn, nhưng mà đôi khi lại cảm giác là thèm một cái bờ vai để cho mình dựa. Nhưng mà tới giờ này thì em vẫn chưa dạt ra được cái gì hết. Hy vọng sắp tới sẽ được. Dạ. Phương châm của em. Đối với em thì sống thì hết mình thôi, và trong cuộc sống thì nên có sự bao dung, chia sẻ. Bây giờ chúng ta sẽ văn nghệ gì một chút xíu đi, thể hiện trí tài năng, hoặc là ai mà không có biểu diễn được, không có tặng quà gì được thì mình có thể nói cái lời gì đó mình mong muốn với cái người mà mình muốn kết nối ngày hôm nay. Dạ, em xin hát một đoạn này cho bà hát. Rồi. Mặc dù em hát không được hay lắm. Dạ. Bài hát này có mục đích gì không? Mục đích của em muốn lời bà hạnh, cũng như là lời trái tim em muốn nói. Rồi. Mời em. Người yêu ơi em có còn yêu anh nữa không? Mà sao không nói một lời cho nhau? Người yêu ơi,
Ủa hết rồi hả? Đúng cái câu đó rồi hả? Là quên à, như là... mà may đúng hả, nhớ được đúng cái câu. Sao anh này làm gì? Em có một điều cuối muốn nói. Đấy là em thừa nhận là hiện tại em đang thanh trắng và em không có gì cả. Nhưng bù lại em là một người rất là tham vọng và có ý chí. Thế nên là nếu như mà bạn nào đi cùng em từ lúc mà em chưa có gì, thì sau này khi mà em có gì ấy, thì tất cả sẽ là của bạn ấy. Một người rạch ròi, ai cùng em tay trắng đi lên là coi như em là coi như là cắt cỏ ngậm vành là sống với người đó đúng không? Đúng rồi. Rồi, hai cô gái dạ. Hát đi, thì mình hát hay nhảy múa gì đi. Dạ, chứ em ở các Ivy Dance cho em hát không nổi, nhưng mà chắc em nhảy nhẹ. Nhảy nhẹ. Music. Wow. Âm nhạc, âm nhạc. Rồi, mời em. Âm nhạc chưa? Wow, quá dễ thương, quá sexy luôn. Khoan, đợi chị cho tôi chút xíu. Ổn, ổn, ổn. Đạt được không? Đạt được không? Không, em bây giờ tự quẹt bây đi. Em đứng thẳng hết nổi rồi. Dễ thương quá quý vị ơi. Trời ơi, cô gái tôi thật là nóng bỏng. Rồi, em gái. Dạ, hồi nãy em hát rồi chị. Vậy giờ mình nhảy đi. Em thì em hay kiểu nhảy những cái bài vui vui trên TikTok rồi ạ. Trời ơi luôn. À, được, TikTok được, luôn. Được. Giờ biết nhiều cái liên khúc lắm, bây giờ biết nhảy liên khúc là như thế nào đó, nhảy liên khúc đó. Đó. Bây giờ thì thư giãn qua rồi, chị thấy nó quá đủ rồi. Sao ổn em, ổn không? Ôi dạ, ổn. Cần máy đâu biết áp gì không? Không, em ổn mà. Em ổn phải không? Rồi. Chúng ta đã có những cái thời gian trò chuyện rất là vui trong chương trình ngày hôm nay rồi. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm và chờ nghe những hiệu lệnh của anh Hứa Minh Đạt. Nhìn cho kỹ coi chừng bấm lộn nha. Bây giờ tất cả các bạn hãy nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là chương trình thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn sẽ có một lựa chọn duy nhất sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. Hãy quyết định lựa chọn của mình. 5 4 3 2. Đấy là em thừa nhận là hiện tại em đang thanh trắng và em không có gì cả. Nhưng bù lại em là một người rất là tham vọng và có ý chí. Thế nên là nếu như mà bạn nào đi cùng em từ lúc mà em chưa có gì, thì sau này khi mà em có gì ấy, thì tất cả sẽ là của bạn ấy. Một. Em chuẩn bị món quà này là để muốn nói với lại chàng trai nào nếu mà chọn em á, thì tương lai về nhà sẽ không có lo là thiếu đồ ăn ngon đâu. Rất là giống vị của mẹ vợ tương lai em đúng không? Trong tình yêu thì thật sự thì em cũng chưa trải gì tình yêu nhiều, nên cũng không biết là tình yêu sẽ đẹp như thế nào. Cũng một thời gian rồi, cũng nhiều khi cảm thấy cuộc sống nó rất là ổn, nhưng mà đôi khi lại cảm giác là thèm một cái bờ vai để cho mình dựa. Với em thì phụ nữ sinh ra là để yêu thương, được chăm sóc và chia sẻ. Điều đó là hạnh phúc đối với anh. Bấm. Hết thời gian. Wow. Wow. Cả
hai cô gái của chúng ta đều bấm nút màu xanh. Cảm xúc hiện tại của em như thế nào? Cảm xúc của em hiện tại thì hơi tiếc nuối một chút. Hơi tiếc nuối một chút. Nhưng mà không sao cả, có thể là nó chưa có một cái sự trùng khớp, một cái sự đồng cảm nào đó. Có thể là bạn gái còn hơi lăng tăng một chút. Chị hỏi luôn em gái là tại sao hiện tại cảm xúc của em như thế nào khi mà mình cũng không được ghép đôi trong ngày hôm nay? Dạ, nói chung là cũng là duyên. Tại vì thật sự lúc đầu thì về công việc hay là về tính tình của anh bên ghế đỏ thì đều ok. Nhưng mà ảnh có gia trưởng, em thì chắc là em là người sống tự lập tự do trước giờ. Theo tay một chút xíu nên hơi khó ha. Chắc chắn bây giờ nói chung thật sự em cũng rất là muốn mở lòng, nhưng mà sau cái chương trình này mình không ghép đôi với nhau, nhưng mà sau này ra ngoài mình cũng thể là có thêm tìm hiểu thêm ngoài. Nếu mà được thì mình cũng có thể là lớn, nhưng mà thật sự thì em rất là lo tại vì tính gia trưởng. Em thì cũng cảm nhận được cái điều đó từ em. Còn về bạn nam xanh thì thật sự mặc dù là hiện tại bạn không có gì hết, nhưng mà em thì có đầy đủ tất cả. Nói chung là em cũng không phải là tìm một người đàn ông như vậy, nhưng mà trong cái cách nói chuyện của bạn ấy em cảm nhận được bạn ấy là một người rất là cố gắng và có quyết tâm. Và em thì thật sự là rất là thích những cái chàng trai mà có sự quyết tâm như vậy. Chứ mà vấn đề tiền bạc hay là bạc chất tiền tại em không quan tâm. Nhưng mà chị nghĩ rằng là có thể hôm nay em chưa có gặp cái sự may mắn của mình, nhưng mà khi chị nghĩ rằng là khi chương trình này phát ra, chị tin rằng là xung quanh em sẽ có rất là nhiều vệ tinh. Chúc em là hãy tỉnh táo, mở lòng mình ra, mở lòng mình ra và tỉnh táo để lựa chọn một người đàn ông xứng đáng, bởi vì em rất là tuyệt vời. Hy vọng rằng em sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nhé. Cả Tuấn Anh cũng vậy nhé. Tuấn Anh thì không rồi, sao. Bây giờ thì xin mời hai bạn kia bước lên đây. Cảm xúc hiện tại của em gái như thế nào? Em thấy tay anh vừa tay em. Trời ơi, tay anh vừa với tay em. Vậy em phát biểu chị nghe. Anh rất là hạnh phúc có duyên khi gặp được bạn ấy. Có tin vui thì báo cho chương trình nha. Dạ. Bây giờ thì Cát Tường xin thay mặt chương trình gửi tặng cho các bạn những phần quà đến từ chương trình nha. Quốc Việt Food xin gửi tặng cho mỗi bạn một sản phẩm cốt bún riêu của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất tiêu chuẩn FDA của Mỹ, giúp cho món ăn thơm ngon và tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Đây, gửi tặng cho em nha. Trời ơi, tặng em nha. Và tặng cho các bạn nước rửa chén Home cứng rắn với dầu mỡ mềm mại với da tay. Đây, đây rửa tay mềm mại luôn. Nước rửa chén. Và đây, chúc mừng cho hai bạn đã thành một cặp. Dù cho các bạn đến từ hai nơi khác nhau nhưng đã đồng ý về một hướng cùng nhau. Đó chính là thông điệp mà một giặc trôi muốn gửi gắm trong chương trình. Gửi tặng cho các bạn, đây mỗi bạn 1 năm sử dụng bột giặt trôi miễn phí nha. Đây. Và kính thưa các bạn, Tường có một cái thông tin này báo luôn. Nếu như mà các cặp đôi của chúng ta, cặp đôi nào mà tiến tới hôn nhân, thì nhãn hàng bột giặt roi 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1, sẽ tặng các bạn 2 cộng 1 là 3 năm sử dụng bột giặt roi miễn phí. Bây giờ hai bạn nào mà lấy nhau là coi như là tặng 3 năm bột giặt roi miễn phí. Và quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 22:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và 22:45 Chủ nhật trên kênh YouTube MTV Media. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt roi 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Chúc cho các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin nghỉ cho chúng tôi nha. Và bây giờ thì Cát Tường, Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.